Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Vương Hán Sinh không an tâm khi một mình Phật ra đi với chúng tôi, nên đã đề nghị đổi chiếc thuyền lớn hơn để đi ra đó. Nếu như thuyền nào cũng đến được đàm cửu long, vậy thì năm lần bảy lượt ngươi đến cầu xin ta làm cái quái gì? Bạch Lão Quỷ bất mãn nói, chiếc thuyền nát của Bạch Lão Quỷ là vật gia truyền bao đời, không biết dùng loại gỗ nào để đóng, những cây đinh trên thuyền gì đến nỗi nhìn không ra cây đinh nữa, nhưng vẫn rất kiên cố không một giọt nước có thể lọt vào, lắp thêm động cơ điện là lướt vun vút luôn chứ đùa. Chú Vương yên tâm, tôi tin bạch tiền bối có thể chăm sóc tốt cho tôi mà. Nghe Phật gia nói thế, Vương Hán Sinh cũng không kiên quyết thêm nữa, nhưng vẫn sắp xếp một chiếc thuyền đi theo từ xa. Hôm nay trăng tròn, sóng bạc đung đưa trong nước, khiến cho người ta cảm thấy an yên bình lặng, nhưng cảm giác này chỉ tồn tại khi chúng tôi chưa đến thủy vực của đàm cửu long mà thôi. Ánh trăng dường như không chiếu dọi được khu thủy vực phía trước, mặt nước đen xì, thậm chí hơi nước bốc lên từ máy phát cũng là một màu tối đen như mực. Lúc này, Bạch lão quỷ đưa tay cho ngừng chiếc thuyền đi theo phía sau, ngăn cản họ tiến về phía này, còn làm động tác bảo họ tắt hết toàn bộ bóng đèn. Tôi cứ tưởng Bạch Hán Sinh sẽ cứng đầu đi theo vào đây, nhưng ai ngờ lần này hắn lại nghe lời đến thế, đúng là một chút cũng không dám mạo phạm luôn đó. Lúc này Bạch lão quỷ cũng tắt đi động cơ, chuyển sang dùng mái chèo. Ngay khi tiếng ùn ùn của máy phát ngừng lại, nhất thời bầu không khí quỷ dị liền yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người trong thôn ai nấy đều truyền nghiệp, Đàm Cửu Long thập tử nhất sinh dù cho tôi từ nhỏ lớn lên bên cạnh sông Hoàng Hà đi chăng nữa cũng chưa từng đến đây bao giờ. Nghe các bô lão trong thôn nói rằng, lúc phá tứ cựu, người của Cục Thủy Lợi đã tổ chức một chi đội thợ lặn đến để khảo sát đàm cửu long, những người đi xuống đó liền mất tích không còn một bóng người, đến xác cũng không tìm thấy được. Giải thích phá tứ cựu là phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán hoặc phá tứ cựu, lập tứ tân là khẩu hiệu hành động của trào lưu cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả tư duy cũ, Tất cả văn hóa cũ, tất cả thói quen, tất cả phong tục cũ tại Trung Quốc. Hết giải thích, chuyện này đã gây chấn động khắp vùng, đến bộ đội địa phương còn thấy khiếp đảm kia mà, họ tính dùng bom chìm cho nổ Đàm Cửu Long, sau lại bị cấp trên xuống lệnh khẩn cấp cho dừng hành động đó chứ. Từ sau sự việc này, Đàm Cửu Long đã trở thành câu chuyện quỷ dị dân gian mà không ai dám đề cập đến, mà bên phía chính phủ cũng nhắm mắt làm ngơ, cứ xem như nơi này không hề tồn tại trên bản đồ vậy. Hoàng Hà vạn lý, lưu vực rộng lớn nếu tính từ diện tích chiếm địa mà nói, thì đàm cửu long chẳng qua chỉ là một chấm đen trên bản đồ, quả thực là có thể phớt lờ như không có. Càng vào sâu thủy vực trung tâm của đàm cửu long, chiếc thuyền nát di chuyển càng chậm, động tác của bạch lão quỷ càng lúc càng nặng chịu, nhưng trong nước lại không có rong rêu gì cản đường cả. Tôi cẩn thận quan sát mặt nước, phát hiện có gì đó bất thường. Hoàng Hà có tên như vậy là bởi vì nước đục có màu vàng sẫm, nhưng thật chất màu nước ở đây lại là màu đen, có vẻ như phía trên đã phủ một lớp dầu mỡ, đại loại là thế. chương 28, bắt đầu cửu tinh, 2. Tôi tính đưa tay vất thử xem rốt cuộc đó là gì, vừa thò tay ra liền bị lão bạch nạt cho phát, tạ lan, thằng nhóc nhà ngươi không muốn sống rồi sao, lớp dầu mỡ phủ trên đó chính mỡ của xác chết đó cái thằng này. Nghe bạch lão quỷ nói tôi liền dọa cho một phen, trả trách sao lão trèo thuyền trèo cực lực như thế, mỡ xác nhầy nhụa có thể sánh bằng với nhựa đường luôn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu đây thật sự là mỡ xác, thì bên dưới đàm cửu long đã chôn vùi bao nhiêu xác chết mới có thể đóng một lớp mỡ dày đặc đến vậy nhìn bạch lão quỷ mệt muốn đứt hơi cả người thấm ướt mồ hôi tôi muốn cầm lấy mái trèo để phụ lão một chút nhưng ai ngờ lão đụng cũng không cho tôi đụng vào lão nói mái trèo chuyển động không chỉ có mỡ xác và hắc thủy đồng thời còn sẽ kinh động đến những vong hồn dưới nước tôi không phải con cháu của bạch gia không có bị dính lời nguyền gánh vác mắt sông một khi kinh động đến những vong hồn dưới nước sẽ bị bọn chúng đeo bám đến chết mới thôi những người đã khuất ở đàm cửu long, đa phần đều là bị những vong hồn dưới hại chết không á. Vong hồn hại người còn đáng sợ hơn là khỉ nước và hà đồng tác quái, nó có thể khiến bạn bất chi bất xác chìm xuống đáy sông, thậm chí xác chết sau khi đã chết nhiều năm, thi thể thối giữa chỉ còn lại bộ xương trắng, nhưng họ vẫn nghĩ rằng họ còn sống mới khủng khiếp. Mà lời nguyên mắt sông cũng tức là chỉ vị đạo sĩ năm xưa bắt con cháu đời sau của Bạch Gia gánh vác nhiệm vụ lấp mắt sông này. Chỉ cần Bạch Gia vẫn tuân thủ hẹn ước cho người đi lấp mắt sông, thì các vong hồn sẽ không chủ động làm hại đến con cháu bạch gia. Đi được một lúc, chiếc thuyền nát bắt đầu đi theo đường vòng cung. Rõ ràng đi thẳng đã phí sức vô cùng, mà bạch lão quỷ cứ trèo đi rồi vòng lại. Tôi không hiểu, nên đã hỏi lão vì sao lại làm thế. Bạch lão quỷ chỉ lên bầu trời đầy sao và nói, lúc trước vị đạo sĩ bố trận lấp mắt sông chính là đi theo đường của bắc đầu cửu tinh, tôi bây giờ là đang dựa theo tuyến đường đó để đi. Tôi chỉ nghe nói qua bắc đầu cửu tinh, mà bạch lão cứ nói vị đạo sĩ bố trận đó đi theo tuyến đường này, nên lại hiếu kỳ hỏi lão lần nữa, bộ bắt đầu có 9 sao hả? Sao tôi nhìn mãi cũng chỉ có 7 sao thôi vậy, bắt đầu quả thật là có tận 9 sao, hai sao tả phù hữu bật là hai sao ẩn, thế đạo tầm thường sẽ không xuất hiện. Bạch lão quỷ chưa kịp trả lời thì Phật ra đã lên tiếng nói trước, giọng nói vẫn dịu dàng như hôm qua. Bởi ta nói lớn từng tuổi này đã thấy qua 9 sao bao giờ đâu. Tôi tùy tiện trả lời, chín ra đều lộ ra cũng không phải chuyện tốt lành gì, tốt hơn hết cả đời cậu cũng đừng mong gặp phải nó. Phật ra mỉm cười nói thêm, sao lại thế, tôi lại hỏi, nếu như bắt đầu xuất hiện đủ chín sao, nhất định sao tử vi sẽ bị ép đến mở nhạt không còn ánh sáng, đồng nghĩa với việc thiên hạ đổi chủ, điềm báo loạn thế. Sao tử vi cũng tức là đế tinh, đế tinh mở nhạt địch thị là điềm báo loạn thế sẽ đến. Khi ấy tôi cứ ngây ngốc nhìn lên các vì sao trên bầu trời, lại lén lén nhìn trộm vị Phật ra bị vải đen che mắt, nhìn không được mà tiếc nuối thay cho cô. Phật gia tuy đã luyện thành một đôi mắt có thể nhìn thấu được bảo khí, nhưng cả đời cũng sẽ không thể tự do chiêm ngưỡng ngắm sao thưởng nguyệt như tôi vậy. Bảo khí có mạnh cỡ nào đi nữa thì làm sao sánh bằng các vì sao sáng trên bầu trời cơ chứ? Nghĩ đến Phật gia tội nghiệp, tôi lại nhớ đến Hoàng Hà Nương Nương. So với vị Phật gia này, cô vợ quỷ mà tôi chưa chính thức cưới về không biết đã cô độc một mình ở dưới đáy sông Hoàng Hà bao nhiêu lâu năm, cô ấy cũng là một người rất đáng thương còn gì. Lại không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng bạch lão quỷ cũng thu lại mái chèo, nói với chúng tôi đã đến nơi rồi. Hiện tại vị trí phía dưới thuyền nát chính là nơi kinh khủng nhất của đàm cửu long, cũng chính là động không đáy của mắt sông bị khuyết chưa được lấp. Nơi này chính là tinh vị phá quân. Phật ra hỏi bạch lão quỷ, chính xác, Phật ra quả nhiên thông minh hơn người, chỉ dựa vào cảm giác phương hướng đã có thể nhìn ra vị trí của tinh vị. Năm đó tổ tiên nhà tôi cất giấu chính là tinh vị phá quân của đầu rồng hoàng kim, mới gây ra đại họa tài trời đến tận hôm nay. Bây giờ đã đến nơi, vị Phật gia liền chuẩn bị tháo miếng vải đen bịt mắt của mình xuống, để thăm dò bảo khí của phân thủy kiếm. Tôi ngồi bên cạnh cứ dán mắt vào động tác của cô, tôi rất hiếu kỳ cái mà gọi là huệ nhãn rốt cuộc là đôi mắt như thế nào. Vải đen cứ từng lớp từng lớp tháo xuống, ngay lúc Phật gia chuẩn bị gỡ miếng vải ra thì đột nhiên bạch lão quỷ cất lời, Phật gia, chốc lát nếu như ngài có nhìn thấy vật gì khác dưới nước, tôi hy vọng ngài sẽ không nói lại với ai về chuyện này. Ngươi lo sợ ta sẽ nhìn thấy gì khác sao? Phật ra thẳng thắn hỏi lại, thiên cơ khó hiểu khó đoán, có những bí ẩn vẫn chưa đến lúc bật mí. Huống hồ chi ngài không phải là người ứng kiếp, nếu như tùy tiện tiết lộ thiên cơ, e là sẽ dẫn đến tại họa trời phạt. Ô, cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm, lần này tôi đến chỉ vì phân thủy kiếm, dù cho tôi có thấy gì thì cũng sẽ không nói lại với ai. Vừa dứt lời, cuối cùng Phật ra cũng gỡ miếng vải đen xuống. chương 29, huyền cơ khó đoán 1 Vị Phật gia thật sự rất đẹp, cho nên tôi nghĩ rằng đôi mắt của cô ấy cũng sẽ như thế, trắng đen rõ ràng, thông minh sáng ngời. Cho đến khi tôi nhìn thấy được đôi mắt đó, tôi kinh hãi không nói ra được từ nào, nhưng tôi cảm thấy đau lòng lắm. Đôi mắt của người đáng lý phải trắng đen đầy đủ, nhưng đôi mắt của Phật gia như một viên pha lê bị vỡ, xung quanh còn có vô số vết nứt. Đây là phải chảy bao nhiêu nước mắt, chịu bao nhiêu tổn thương mới thành ra cặp mắt như thế? Khi đôi mắt của cô ấy quét qua người tôi, Tôi có cảm giác như bản thân mình bị nhìn thấu triệt để, phát giác được cảm xúc của tôi, Phật gia liền nhàn nhã nói, có phải đã dọa cậu sợ rồi không? Không có, nếu có thể lựa chọn, tôi chẳng thà không lấy cặp mắt này, dù cho là một cô bé mù lòa từ nhỏ tôi cũng nguyện ý. Chỉ tiếc là, không phải ai cũng có sự lựa chọn cho bản thân mình cả. Nói xong, Phật gia bước về phía mũi thuyền, quỳ một chân xuống rồi bắt đầu định thần nhìn xuống nước sông. Nước sông này vốn dĩ đã đen như mực, phía trên còn có một lớp mỡ xác dày đặc đến thế, tôi chả nhìn ra dị tượng gì sắt, nhưng tôi thấy biểu cảm của cô ấy dường như là có thể nhìn thấy mọi thứ ở dưới nước thật. Phật gia nhìn đến nhập tâm, cơ thể không động đẩy tựa như một tượng điêu khắc. Không biết đã qua bao lâu, tôi thấy đôi mắt cô bắt đầu chảy nước mắt, ban đầu chỉ là một hai giọt, dần dần nó chảy luôn thành dòng. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy, tâm mi cao lại, trên mặt lộ ra biểu cảm rất đau khổ, nhưng cô vẫn cứ cắn răng chịu đựng, đôi mắt cứ nhìn chằm chặp xuống nước. Lại qua thêm một lúc sau, hình như nước mắt đã chảy đến khô cạn, lúc này ở khóe mắt cô túa ra hai dòng máu tươi, lăn dài trên gò má tái nhợt khiến tôi đưa cả người. Toang rồi, tạ lan mau bịt mắt cô ta lại, bạch lão quỷ thấy Phật ra chảy máu như thế, liền vội vàng bảo tôi. Tôi nhanh chóng nhặt miếng vải đen, đi đến bịt mắt cô ấy lại. Ngay lúc này, chiếc thuyền nát đột nhiên bắt đầu rung chuyển kịch liệt, tôi vừa vòng tay qua chán thì đột nhiên cả người cô mềm nhũn ngã vào lòng tôi. Bạch lão quỷ gấp rút đứng dậy, cầm mái trèo bắt đầu cực lực trèo ra ngoài. Chú Bạch, xảy ra chuyện gì vậy? Toi mẹ nó rồi, điều tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Chuyện này cũng tại tôi, tôi cứ nghĩ cô ta nhìn thấy đống xương chất thành núi, vong hồn chi chít thì sẽ tự biết khó mà rút lui. Ai ngờ cô ta lại lớn mật như thế, vậy mà muốn nhìn xuyên luôn cái động đó. Động không đáy phía dưới đàm cửu long là do năm xưa không lấp mắt sông mà tạo thành, ngay cả vị hành tàu thiên hạ của phủ thiên sư xuống đó cũng không thấy trở về, có thể biết được bên trong cái động đó có những cấm kỵ nào đang tồn tại. Mặt nước dung chuyển càng lúc càng lợi hại, lớp mỡ xác dày đặc cũng theo đó mà dung chuyển. Sắc mặt của bạch lão quỷ đã xấu để cực điểm, lão trèo đến bán sống bán chết. Mà ở phía sau chúng tôi, mặt nước bắt đầu hình thành một vòng xoáy bí ẩn. Nước chảy càng lúc càng xiết, vòng xoáy cũng càng lúc càng sâu, đường kính của vòng xoáy cũng theo đó mà tăng dần. Chiếc thuyền nát bởi vì chịu tác động bởi lớp mỡ xác nên di chuyển chậm cực kỳ, theo tốc độ hiện tại của vòng xoáy gây ra, e là không còn bao lâu chúng tôi đều bị vòng xoáy đó nuốt chừng, đến khi ấy thì Hoàng Hà Nương Nương có đến cũng chả cứu kịp nữa. Lúc này, Bạch Lão Quỷ không còn sợ sẽ kinh động đến các phong hồn nữa, cắn răng trực tiếp khởi động máy phát. Sau khi nổ máy, tốc độ của thuyền nát liền chạy nhanh hơn, chúng tôi đã rời xa thủy vực đàm cửu long, trước khi xoáy nước chuẩn bị chạm đến chúng tôi. Tôi quay người nhìn lại, thấy có vô số mảnh xương của người và thú, cùng với tàn dư của những chiếc thuyền, còn có gạch đá cỏ cây của chi mạch núi Phục Nghiêu, những thứ vốn dĩ đang chìm đắm ở dưới đáy sông, bây giờ đều bị khuấy động cuồn cuộn nổi lên bề mặt, sau đó tất cả đều rơi vào vòng xoáy tối đen đó. Khi dòng nước chảy xiết không ngừng, hình như tôi thấy có gì đó đang chậm chậm nổi lên trên mặt của vòng xoáy thì phải. Chỉ là khoảng cách quá xa, bên đấy lại một màn đen xì, tôi nhìn chẳng ra được gì cả. Bạch lão quỷ cũng nhìn chân chân vào nơi thâm sâu của vòng xoáy, biểu cảm nghiêm túc này trước giờ tôi chưa từng gặp qua từ ông. Tuy lão không có huệ nhãn của Phật gia, nhưng cũng có thể thấy được hài cốt ở dưới nước, nhãn lực chắc chắn khỏe hơn tôi rất nhiều. Chú Bạch, có phải trong vòng xoáy có thứ gì đúng không? Tôi hỏi, có, nhưng nó không nên xuất hiện ngay bây giờ, nhất định là huệ nhẫn của Phật gia đã làm kinh động đến nó, cho nên mới xuất hiện trước dự định. Nó là gì thế? Cậu có còn nhớ tôi kể cậu nghe về chín con ác long không? Đạo sĩ lấy mắt sông Hoàng Hà để bố trận, đút tạo ra chín tượng đầu rồng hoàng kim để bình định oán khí của bọn chúng nhưng lại vì nguyên do của cụ tổ nhà tôi, nên chỉ có thể chấn áp được 8 con ác long, con ác long cuối cùng oán khí không tan chết nhưng không cứng, thử vừa nổi lên trên mặt vòng xoáy chính là xác rồng không đầu của nó đó. chương 30, Huyền Cơ Khó Đoán 2 Tôi tất nhiên vẫn còn nhớ chuyện đó rồi, nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm. Ban đầu bạch lão quỷ kể rằng chín con ác long xả giận lên hai bên bờ sông Hoàng Hà, sau này lại nói trận hồng thủy đó là do Hoàng Hà Đại Vương liên thủ gây ra, rốt cuộc cái nào mới là sự thật tôi còn không phân biệt rõ nữa nhưng nghe ngữ điệu của lão chín con ác long này nhất định là đã từng tồn tại nếu không thì làm sao lại có cái xác rồng không đầu thế chứ chú bạch đôi mắt của phật gia bị thương có phải là do nhìn thấy xác rồng này không tôi hỏi không phải xác rồng tuy đáng sợ nhưng sẽ không bao giờ tồn tại cơ hội được ông trời che chở như thế chín con ác long đó sinh thời là bị lão đạo sĩ đó chém rất đầu chết rồi thì tạo ra được sóng gió gì nữa chứ gì, ý chú là vị đạo sĩ đó đã hết chín con ác long đó đấy à? Tôi há hốc mồm hỏi, đương nhiên là không chỉ mình công lao của đạo sĩ rồi, tám vị hoàng hà đại vương cũng phí không ít lực, thậm chí vì thế mà toàn bộ đều tử trận. Cái mà gọi là thần núi phục như phân ra dư mạch để chấn áp, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của đạo sĩ nhằm che giấu cho chuyện này mà thôi, chứ sự thật chả có thần núi phục như gì ở đây hết á. Tôi chấn kinh đến không bình thường được nữa, thầm nghĩ tên đạo sĩ này cũng biến thái quá rồi đó không chỉ giết chết chín con ác long, ngay cả Hoàng Hà Đại Vương cũng bị hắn xem như bia đỡ đạn mà dùng. Mà thuật rời núi là đại thần thông của đạo môn, có thể xứng với danh thần tích, nếu không thì hắn cũng sẽ không đem mọi chuyện đổ lên đầu của thần núi Phục Như này được đâu. Thế nếu tên đạo sĩ đó không sợ ác long, vậy thì tại sao lại phải bố trận để bình định oán khí? Còn không tiếc hy sinh bản thân mình để lấp mắt sông nữa chứ? Thứ mà hắn kiêng kỵ trước giờ đều không phải oán khí của ác long sau khi chết, mà là thứ ở đằng sau ác long kia kìa. Chỉ tiếc những gì nên đến rồi cũng sẽ đến, dù cho hắn có thể tính kế cả quỷ thần, nhưng hắn lại quên rằng, hắn không thể xem được thiên đạo luân hồi. Cho nên là, thứ mà Huệ Nhãn của Phật gia nhìn được đó chính là cái thứ đằng sau của Ác Long Ư. Đúng thế, cho nên lúc này tôi đã dặn trước với cô ta rằng, dù cho có nhìn thấy gì khác cũng không được tiết lộ cho ai nghe, hy vọng cô ấy có thể giữ lời, nếu không thì sẽ rắc rối to đây. Tôi cùng Bạch lão Quy vừa nói vừa chăm chú nhìn động tĩnh của vòng xoáy xác rồng gây ra động tính vô cùng hùng tráng, từng luồng khí đen từ phun ra từ miệng của cái đầu bị chặt đứt, sộc thẳng lên trời. Có thể thật sự là do thời cơ chưa đến đi, cuối cùng nó cũng không còn đi lên từ vòng xoáy sâu thẳm đó. Với tiếng kêu bi ai không cam lòng, xác rồng bắt đầu chìm xuống, lực ly tâm của xoáy nước ngày càng yếu, nước sông lại phun ra từ sâu trong xoáy nước, sau cùng trả lại mặt sông yên ắng tĩnh lặng như lúc đầu. Tiếng kêu ai oán của xác rồng là hướng về hai bên bờ sông Hoàng Hà, bên ngoài khu thủy vực cùng với người của vương gia đương nhiên sẽ nghe được nhìn thấy chúng tôi quay về vương hán sinh lập tức hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của phật gia đầy máu đang ngất xỉu trong lòng tôi sắc mặt của hắn trắng không còn miếng máu vương gia đương thời chỉ còn duy nhất huệ nhãn của phật gia mà thôi nếu như cô xảy ra chuyện gì thì đối với nhà họ vương mà nói tổn thất nghiêm trọng không chỉ là một cây phân thủy kiếm thậm chí là những bảo vật dưới nước mà họ chưa tìm thấy được tôi cũng rất lo lắng cho phật gia Đôi huệ nhãn này của cô là dùng máu và nước mắt để đổi lấy, nếu như vì thế mà bị hủy đi, có thể tôi sẽ ân hận cả đời mất. Bởi vì lão cáo già họ bạch kia sớm đã biết trước chuyến này vị Phật gia đó sẽ đi về tay không, dễ gì mà lấy được phân thủy kiếm. Lý do mà lão đi với cô ấy một chuyến chẳng qua là vì viên giao nhân lệ của vương gia mà thôi, ấy vậy mà lại là vì tôi mà bày mưu nữa chứ. Bảy ngày sau, Phật gia ngồi trên kiệu mềm một lần nữa ghé qua thăm chúng tôi. Cũng may là đôi mắt của cô ấy dù có bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ được huệ nhãn lần này cô đến là để tặng giao nhân lệ trong lòng thôi hổ thẹn muốn từ chối liền bị bạch lão quỷ trừng cho một phát thế là chỉ đành nhận chứ làm được gì nữa trải qua chuyện này vương gia đã thật sự chết tâm với phân thủy kiếm rồi xã hội hiện đại khoa học phát triển muốn vào nước để tìm bảo vật đâu nhất thiết phải có phân thủy kiếm mới được đâu nhưng khác biệt chính là phật gia cố ý muốn tôi tiến cô một đoạn yêu cầu này đương nhiên là tôi không có cách nào từ chối rồi tôi tiến cô đi xuống bờ đê nhìn thấy người của vương gia đang chuẩn bị xe để đón cô trở về. Phật gia từ trong kiệu đi ra, ngõ ý muốn bốn vị bà lão đi qua đó trước, sau đó cô ấy dùng đôi mắt bị lấp phải che lại nhìn tôi nói, anh có muốn biết tôi đã nhìn thấy được gì không? Không muốn biết, tôi trả lời ngay, tuy rằng tôi rất hiếu kỳ rất muốn biết, nhưng tôi lại sợ cô ấy sẽ có kết cục như Trần Thu, vì tiết lộ thiên cơ mà bị trời phạt. Tạ Lan, tôi nhớ tên anh rồi, nếu như có ngày anh muốn biết tôi nhìn thấy gì, thì cứ đến hẻm ô y tại Nam Kinh tìm tôi nhé. chương 31, Thiên tặc cướp mạng 1, kết thúc chuyện của Vương gia, Bạch Lão Quỷ nói rằng phải đi xa một chuyến, chắc phải đợi trước tiết hạ nguyên mới có thể về được. Tôi hiểu ý của Lão chứ, Lão cáo già này chỉ là muốn tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi. Trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, tôi sớm đã nhận ra Lão già này không phải là một người đơn giản, tuyệt đối không chỉ là một người vớt xác chuyên nghiệp dễ dàng đến thế. Chỉ là lão già này khiêm tốn lắm, không bao giờ tiết lộ điều gì đâu, ấy vậy mà còn hay diễn lắm nha từ lần đầu tiên đến cửa thì tôi đã bị ông bịp đủ cách hết trơn á lấy hoàng hà nương nương để nói đi rõ ràng lão biết sự tồn tại của cô ấy nhưng vẫn dụ tôi diễn cho bằng được còn có gã mặt sẹo nữa lão còn diễn vai cháu đích tôn đời thứ đến nỗi bài vị tổ tiên cũng ôm ra hết luôn đó trời thiệt con mẹ nó đời người như cuốn phim đều nhờ vào diễn xuất lão ta không tranh giải oscar thì quá uổng đi cũng như tiếng kêu ai oán tại đàm cửu long ba hôm trước Bạch lão quỷ có muốn giấu cũng không thể nào giấu được nữa, trên người lão quá nhiều bí mật được chôn giấu, vị đạo sĩ hơn 100 năm trước, hoàng hà đại vương tử trận, cái thứ đằng sau chín con ác long, còn có. Thân thế của tôi nữa. Lão quỷ đó còn rất nhiều bí mật mà tôi nghi ngờ rằng ngay đến cả Trần quán chủ của Huệ Tề quán cũng chưa chắc biết hết, cho nên sau khi xác rồng cất tiếng ai oán thì Trần quán chủ đã phái người đến truyền lời mời lão đến nơi của họ để nấn ná lại vài hôm lão cũng chính vì nghe được tin tức này mới bắt đầu tìm chỗ tránh đầu sóng ngọn gió sau khi tôi đi rồi thì cậu cũng đừng ở lại đây nữa về nhà trước đi đến tiết hạ nguyên tôi lại đến tìm cậu bạch lão quỷ nhìn tôi nói đối với đề nghị này thì tôi chả ý kiến gì tôi làm nghề vớt xác vốn là để kiếm tiền cưới vợ bây giờ cũng chẳng còn kỳ vọng vào việc này nữa tôi cũng chả cần ngày nào cũng phải xã giao với xác chết rồi đã rất lâu tôi không về nhà rồi à ngay cả tiệc đầy tháng của cháu trai tôi cũng không về dự tôi sợ sẽ đem xui xẻo đến cho người ta từ chuyện của huệ hương truyền khắp nơi nên giờ ai cũng biết tôi chính là người vớt xác của cô ấy tránh tôi còn hơn tránh tả nước kia trước khi đi bạch lão quỷ đã đưa tôi toàn bộ số tiền mà lão có tôi tinh sơ sơ cũng có mấy chục triệu đó trời điều này khiến tôi cảm động lắm nhưng câu tiếp theo của lão lại khiến tôi khóc không thành lời dù sao thì cậu cũng chả còn bao nhiêu thời gian số tiền này cậu đem về để báo hiếu cho cha mẹ cậu đi chú bạch tôi vẫn còn chưa kết hôn mà chú chủ tôi như vậy chú thấy có thích hợp không tôi trả lời một cách bất lực thật sự cậu không nhắc xém chút tôi cũng quên mất hôn sự của cậu và hoàng hà nương nương vẫn còn chưa cử hành xong thật ra bây giờ cậu cũng có thể tiến hành rồi đó tượng hoàng hà nương nương ở cổ tế đài thôn hạ bá vẫn còn cậu cầm theo giao nhân lệ để làm xính lễ ngôn từ giống y hệt như ngày đầu cậu đọc lại một lần liền có thể dẫn về nhà động phòng được rồi tôi thật sự có thể dẫn cô ấy về nhà rồi sao tôi hỏi lại cho chắc nói nhảm nữa rồi, lấy chồng thì theo chồng chứ, không lẽ cậu tính để vợ mình cả đời sống dưới sông Hoàng Hà sao? Không phải, ý của tôi là âm dương khác biệt, tôi sợ sẽ phạm phải dương kỵ. Sợ cái dăm ý, cô vợ quỷ của cậu mà phục dùng giao nhân lệ rồi thì sẽ được vĩnh cố âm thân, không khác gì với người thường cả, người ăn cơm quỷ người nhang, cái đạo lý này cậu cũng hiểu rồi chứ, còn có là cô ấy phải mặc quần áo bằng giấy, trong thôn có một tiệm hàng mã đấy, thủ công tinh tế giá cả lại phải chăng, đến chừng đó cậu đặt thêm vài bộ đem về đốt cho cô ấy mặc là xong chuyện. Chú Bạch, còn những gì cần chú ý nữa không? Chắc là không rồi hầy, mẹ nó, lão tử cả đời độc thân, làm gì mà biết nhiều đến vậy, hai người đến lúc đó tự nhìn mà làm thôi chớ. Bao lâu không về nhà, sau khi về đến mẹ tôi dọn ra cả bàn toàn là đồ ăn ngon. Có món thịt kho tàu, đĩa tam tiên, cá rô mo hấp, ốc nhồi thịt, tôm sông cháy tỏi mà tôi thích, Cha tôi còn khui hẳn bình rượu đã ngâm 10 năm ra uống cơ. Trước đó bởi vì cái tính cà lơ phất phơ đã khiến cho người nhà lo lắng, lần này về tôi đã kiếm được biết bao nhiêu tiền cho ông bà cơ mà, họ là thật lòng thật dạ mừng cho tôi, đồng thời cũng không ngờ tôi lại kiếm được nhiều đến thế. Tôi kể họ nghe rằng bạch lão quỷ cô ra quả nhân giữ tiền cũng chả biết làm gì, trong này có một số là do lão tài trợ cho tôi khi kết hôn thì lấy ra mà dùng. Vợ chồng anh tôi cũng vui lắm, trong thôn đa số anh em trong nhà đều không hòa thuận, nhưng tôi và anh tôi lại khác tình cảm anh em chúng tôi luôn rất tốt lúc tôi ở quảng châu cơm không có mà ăn đều là anh tôi gửi phí sinh hoạt cho tôi không đó chị dâu tôi là một cô gái rất lương thiện dọn dẹp chỉnh lý nhà cửa gọn gàng sạch sẽ khi gả về đây chưa bao giờ chỉ tức giận với mẹ tôi cháu tôi thì mập mạp tròn trịa đôi mắt đen lay láy ai nhìn cũng thấy cưng nhìn cả nhà viên mãn như thế trong lòng tôi cảm khái vô cùng so với cái nơi quỷ thần kỳ đàm của bạch lão quỷ mà nói thì đây với chính là cuộc sống có hiểu không? Bây giờ tôi cách viên mãn vẫn còn một bước, chỉ thiếu bước cưới Hoàng Hà Nương Nương về là trọn vẹn, với dung mạo xinh đẹp của cô ấy chắc cha mẹ tôi cũng sẽ nở mày nở mặt cho mà xem. chương 32, Thiên Tặc Cướp Mạng 2, nhưng chuyện này tôi vẫn chưa dám chắc, cũng chả dám nói với cha mẹ mình. Lan Nhi, nghề vớt xác không phải là nghề nghiệp chính đáng gì, nhưng lúc bây giờ con có cuộc cải thì mau chóng đổi nghề đi con, để ngày mai mẹ nhờ bà mối giúp con đi xem mắt, người ngợm con cũng đâu có tệ mẹ không tin là không có cô gái nào nhìn chúng con mẹ tôi nói với tôi xem bà nói kìa bạch lão quỷ đó cứ năm lần bảy lượt đến tận cửa tìm lan nhi giờ cầm tiền người ta xong kêu nó bỏ nghề bà nghĩ xem bạch lão quỷ có đồng ý không đã cha tôi chừng mẹ tôi đáp lời có gì mà không đồng ý cơ chứ lão bạch cũng đâu phải là người ngoài đâu lan nhi có thể thành ra lập thất thì lão ta là người vui nhất mới đúng ấy mẹ tôi lại cãi tôi nghe thấy có gì đó lạ lắm bạch lão quỷ không phải người ngoài là ý gì tại sao trước giờ không nghe mẹ tôi nói qua vậy cho dù lúc nhỏ lão muốn nhận tôi làm con nuôi đi chăng nữa thì lớn lên đã có gì xảy ra đâu chưa thành mà mẹ bạch lão quỷ có quan hệ gì với nhà mình thế tôi vội hỏi mẹ tôi nghe tôi hỏi thế biết mình đã lỡ lời muốn nói gì đó nhưng lại nhìn cha tôi lại không nói nữa tôi nhìn tình hình này chắc chắn cha mẹ tôi đã có gì đó giấu tôi rồi cha mẹ không chịu nói thì tôi tìm anh tôi thế là tôi liền kéo anh tôi đứng dậy từ bàn ăn đi ra ngoài sân mồi cho anh điếu thuốc anh có phải cha mẹ đã giấu em chuyện gì phải không tôi cất tiếng hỏi cái này thì em hỏi anh cũng như không anh cũng chỉ lớn hơn em có một tuổi đã biết gì nhiều được đâu anh tôi lắp bắp trả lời thôi bớt bớt lại em đã đi học đi làm xa bao nhiêu năm lúc đó anh vẫn luôn ở nhà em không tin một chút anh cũng không nghe ngóng được đó tôi bĩu môi nói lại đúng là có nghe được một ít chuyện này có liên quan đến việc em chào đời Lúc mẹ sinh em ra thì lại khó sanh, em vừa ra đời xém chút nữa là chết. Anh tôi nói, vậy thì có dính líu gì đến bạch lão quỷ chứ? Cái này thì anh thua rồi, em đi hỏi trả đi. Bây giờ em cũng lớn rồi, họ không thể giấu em cả đời được. Tối hôm đó, tôi cứ ăn vả ở phòng cha mẹ không chịu đi. Tôi nói cha sắp nhỏ này, Lan Nhi cũng lớn từng tuổi này rồi, có một số chuyện cứ nói với nó thôi có sao đâu. Mẹ tôi nhịn không nỗi nữa liền khuyên cha tôi, Hay, Lan Nhi à? Không phải cha mẹ cố tình giấu con, chỉ sợ sau khi con biết con lại suy nghĩ lung tung, bao nhiêu năm qua cha mẹ vẫn luôn xem con là ruột để đối đãi mà. Gì, đợi đã, cha, ý của cha không lẽ con không phải là con ruột của hai người? Tôi cắt ngang lời nói của cha tôi, cơ thể thì là ruột thịt, nhưng cái mạng của con lại không phải là con cháu nhà họ Tạ. Câu nói này của cha tôi khiến tôi hoảng loạn vô cùng, đây là đang diễn tuồng nào nữa vậy? Chớp mắt tôi liền nhớ lại những gì Bạch lão quỷ nói với tôi trước khi Trần Thu chết, tôi từng hỏi hắn là có phải bát tự của tôi rất là môn không, lúc đó hắn nói bát tự của tôi không tà môn, cái tà môn nhất chính là cái mạng của tôi. Tiếp theo sau đó, cha tôi liền kể cho tôi nghe những chuyện quỷ dị xảy ra khi tôi chào đời. Tôi sinh ra vào ngày thìn tháng riêng, âm lịch có ghi chép chính là Cửu Long Trị Thủy. Thật ra ngày này ngoại trừ điểm báo Cửu Long Trị Thủy, trên tử vi đấu số còn có cách nói khác nhưng trên hoàng lịch không được ghi chép lại, ngày này còn là ngày thiên tặc, sao thiên tặc trực ban đạo gia có câu, thiên tặc giả, nguyệt trung chi đạo thần giả. Lúc tôi chào đời thì mẹ tôi khó sanh, sau khi lọt lòng toàn thân tôi tím đen, không có hô hấp cũng không có nhịp tim, rất hiển nhiên đã chết trong bụng mẹ, cha mẹ tôi đau đớn tột cùng. Ở bên này, những đứa trẻ nào chết hiểu đều không được nhập thổ, mà là phải đưa đến Hoàng Hà Thủy Táng. Bởi vì oán khí của trẻ sơ sinh rất mạnh, nếu như biến thành vong linh sẽ rất khó mà siêu độ. Thủy táng cũng tức là đưa đến sông để cho cá ăn, Họ nói như vậy sẽ giải hóa được oán khí của vong linh những đứa trẻ, truyền thuyết hà đồng của bắt nguồn từ đó mà ra. Lúc ấy ông nội tôi còn sống, nên đã lấy một cái áo khoác to bọc tôi lại, ấm tôi đến tìm bạch lão quỷ. Lão bạch là người vớt xác, thời đó ngành y ở nông thôn còn chưa tân tiến như hiện đại, trẻ con chết yểu rất nhiều, lão cũng thường xuyên nhận các mối thủy táng. Ông nội đưa tôi đến nhà bạch lão quỷ, nói rõ sự việc, ai ngờ bạch lão quỷ vừa nhìn tôi một mắt, liền lộ ra vẻ mặt rất kỳ quái còn hỏi ông tôi một vấn đề, thật ra đứa trẻ này còn có thể cứu được, ông có nguyện ý để tôi cứu nó không? Gì chứ, đứa trẻ này đã đứt hơi nửa ngày rồi, vẫn còn cứu được sao? Ông tôi kinh ngạc hỏi, cháu của ông trời sinh ra đã là vô mệnh, vừa chào đời liền chết hiểu, nhưng bởi vì bát tự thuần dương, vẫn còn sinh cơ. Bạch lão quỷ đáp lời, ông tôi nghe nói thế thì mau chóng đặt tôi xuống để lão cứu tôi. Ngay lúc này, bạch lão quỷ lại nói, cứu thì cứu được rồi, nhưng sau khi cứu sống thì đứa bé này không còn là của tạ gia nhà các người nữa đâu, ông phải suy nghĩ kỹ thì tôi mới thi pháp cứu người được. Lão còn nói là, nếu đổi ngày khác thì chắc chắn sẽ không còn cứu được tôi nữa, mà hôm nay lại là sao thiên tặc trực ban, lão có cách giúp tôi đi trộm một cái mạng đem về. chương 33, lệnh của cha mẹ một nghe bạch lão quỷ nói có thể đi trộm mạng, ông tôi nghe xong liền bắt đầu trầm mặc Người trong thôn mê tín, đều tin vào cái mà gọi là sinh tử luân hồi. Đầu thai vào nhà nào đều do Diêm Vương ra sắp xếp sẵn hết rồi, hoặc là đến đòi nợ, hoặc là đến để trả nợ. Cho nên ông nội tôi hỏi Bạch Lão Quỷ, ông bà xưa có câu, không phải người một nhà, không vào chung một cửa, đứa bé bị trộm mạng này rốt cuộc có thể tính là hậu nhân của tả gia chúng tôi không? Được chứ, sao lại không? Có sữa chính là mẹ, ai nuôi nó khôn lớn thì đó chính là hậu nhân của người đó, huống hồ chi dòng máu đang chảy trong người nó chính là của tả gia cơ mà. Vừa nghe Lão nói thế, ông nội tôi lập tức hạ quyết tâm. Thời đấy trong thôn vẫn còn nghèo, thêm thằng con trai thì thêm được một phần sức lực, chả giống như bây giờ, nhà nào mà sinh được con trai thì phải bỏ ra hết nửa đời còn lại. Trộm mạng là nghịch thiên hành sự, bạch lão quỷ giận ông tôi về tới đừng nói lung tung. Ông tôi gật đầu, sau đó để tôi ở lại với bạch lão quỷ rồi một mình ông quay về. Cũng chả biết lão bạch đã dùng cách gì, đến ngày hôm sau đưa tôi về nhà, tôi đã sống trở lại. Khi nghe cha tôi kể xong, tôi liền rơi vào trầm tư. Bạch lão quỷ đã nhiều lần ám thị những bí ẩn về thân thế của tôi, nhưng có làm sao thì tôi cũng không ngờ chuyện này lại có liên quan đến việc trộm mạng đâu. Lão cũng từng nói rằng, sau này nếu như tôi muốn đi tìm thân thể của tôi, thì không thể thiếu phân thủy kiếm để đích thân đi đến cái động không đáy dưới đàm cửu long. Bây giờ nghĩ lại, cái mạng mà lão trộm tám phần có liên quan đến đàm cửu long là cái chắc, chỉ là không biết cái mạng mà lão trộm về rốt cuộc là của ai đây. Ban đầu mẹ cùng với cha con còn nghĩ là con được cứu sống, cho đến lúc ông nội con sắp qua đời mới nói cha mẹ biết chuyện trộm mạng cho con. Lan Nhi à, con trung quy vẫn là miếng thịt rơi từ trên người mẹ xuống, mẹ không quan tâm cái gì mạng với không mạng, dù sao đi nữa thì con vẫn là con trai của mẹ, nghe con. Thấy tôi trầm mặc không nói gì, mẹ tôi liền lau nước mắt an ủi tôi. Nhìn thấy bà khóc thì khóe mắt tôi cũng đỏ theo, tôi cầm tay bà rồi nói, mẹ à, có gì đâu mà khóc, con vĩnh viễn là tạ lan con trai của mẹ cha mẹ sinh con nuôi con không có cha mẹ thì làm sao có con ngày hôm nay chứ chỉ trách con bất hiếu bao nhiêu năm trời cứ làm cho cha mẹ buồn lòng vì con quá nhiều nói câu thật lòng từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều không tệ bạc với tôi chút nào ngoại trừ không giúp tôi thành ra được thôi đây cũng bởi vì do nhà tôi quá nghèo không có tiền làm xính lễ mà quan trọng hơn là bản thân tôi lại không có tiền đồ kiếm được bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu con cũng đừng trách vì sao cha không giúp con tìm vợ thật ra ngoại trừ nhà chúng ta nghèo, thì ta vẫn còn chuyện ngay đến cả mẹ con ta cũng không nói. Cha tôi thở dài, chuyện gì vậy cha, những năm qua cha thấy con ở ngoài không được thành tích gì, liền muốn tìm một cô gái nào đó để con thành ra lập thất cho xong. Nhà chúng ta không có tiền, nhưng bạch lão quỷ lại có, còn rất nhiều là đằng khác, thế là cha mang theo cái mặt giày này đến chỗ ông ta để vay một ít. Nhưng nào ngờ lão bạch lại nói với cha rằng nhân duyên của con chưa tới, việc thành ra sau này ông ta sẽ tự biết an bày cho con tôi cạn lời sự bái phục của tôi đối với bạch lão quỷ phải nói là phục đến sát đất luôn rồi tôi rất muốn nói với cha mẹ tôi đúng thật bạch lão có sắp xếp hôn sự cho mình nhưng là sắp xếp cho tôi và hoàng hà nương nương phối âm hôn kia kìa đêm nay tôi nằm trên giường lăn đi lộn lại chả ngủ được ngay từ đầu nghe bạch lão quỷ kể về lai lịch của đàm cửu long tôi vẫn cứ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện quỷ thần kỳ đàm bây giờ tôi mới biết bên trong có dính líu đến bản thân mình còn nhiều hơn cả bạch gia nếu không thì lão cũng không khổ tâm vì tôi mà mưu đổ bao nhiêu chuyện thế kia. Giải thích từ đàm tức là đầm nước, ban đầu nguyên tắc sử dụng đàm nhưng không biết sao lại thay vào từ khố, có nghĩa là hang, ổ. Cho nên thống nhất sử dụng chữ đàm như lúc đầu cho mọi người dễ hiểu hơn nhé. Hết giải thích, cứ lăn lộn không ngủ được, nên tôi đành bật đèn, lôi cái bình xứ có đựng viên giao nhân lệ ra quan sát nó. Khi bảo quản giao nhân lệ không thể nào thiếu nước, mà thứ được chứa trong bình xứ này chính là vô cấu chân thủy tinh khiết do vương gia lấy từ sông băng côn lôn xuống thật ra thì bản thân nó đã là vật trí âm trí thuần giao nhân lệ lơ lửng trong bình còn tỏa ra ánh sáng màu lam ngọc bích nhàn nhạt nhìn thấy giao nhân lệ tôi liền nhịn không được nghĩ đến hoàng hà nương nương rồi lại nghĩ đến hôm vương gia cầu hôn trong đầu tôi vô thức hiện lên khuôn mặt tươi tắn của cô ấy cô ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hoàng hà lệnh phần tình cảm này nói không cảm động là điều không thể Nhất là câu phận nữ nhi không gả hai chồng của cô, càng khiến tôi cả đời khó quên. Sáng hôm sau, tôi đi đến thôn Hạ Bá. Bên cổ tế đài từ ngày được người nhà họ vương trùng tu thì trở thành khu phong cảnh đắc địa. Rất nhiều các cặp đôi trẻ đều thích nơi này, cho nên cứ ngày đêm sớm tối đều có lác đác các cặp tình nhân đến đây hẹn hò. mươi 34, lệnh của cha mẹ hai Tượng thần Hoàng Hà Nương Nương bây giờ sớm đã không có lớp vải đỏ phủ đầu, ngũ quan tinh tế được điêu khắc giống tầm vài phần của chân thân. Đoan trang thanh nhã, còn có vài phần thanh khiết, bạch ngọc phi hà, không nhiễm một chút quỷ khí nào. Tôi nhìn lên tượng thần, nghĩ lại cảnh phong hoa tuyệt đại của Hoàng Hà Nương Nương hôm ấy, nhẹ nhàng bước trên mặt sông, càng lúc càng si mê. Cũng không biết đã qua bao lâu, một cơn gió lạnh thổi lên từ dưới sông khiến tôi tỉnh lại trong cơn mê. Tôi đơn thân đã lâu, đối với khát vọng của tình cảm quả thật là ngày đêm trông ngóng, tôi rất muốn có người ở cạnh những lúc tôi khó ngủ. Cùng tôi vượt qua năm tháng, chia sẻ hỉ nộ ái ố của đối phương và chăm sóc cho nhau cả đời. Tôi không phải đạo sĩ, ngược lại xuất thân thần bí khó lường của tôi vẫn có khả năng đứng ở đối diện của thế tục, nhưng trong lòng tôi đối với chuyện cưới Hoàng Hà nương nương về làm vợ vẫn còn rất khó mà quyết định. Âm dương khác biệt, người và quỷ không thể cùng chung thế giới, sở dĩ điều cấm kỵ lại trở thành cấm kỵ, là bởi vì có cây thước đo lường của thiên đạo nhân luân. Tôi có thể không quan tâm đến thân phận của cô ấy, nhưng còn gia đình của tôi thì sao đây? bạch lão quỷ không có cấm kỵ gì là do lão luôn đơn thân chiếc bóng một mình nhưng tạ lan tôi thì khác sau đó vài ngày tôi không còn đi đến cổ tế đài nữa cho dù cơ thể có đi đến thôn hạ bá tôi cũng chỉ đứng từ xa xa nhìn vào mà thôi có câu hiểu con nhất vẫn chỉ là mẹ mẹ tôi thấy tôi có tâm sự nên đã hỏi tôi bị làm sao thế hồi trước nếu như tôi có tâm sự thì người đầu tiên tôi tìm đến chính là mẹ tôi nhưng thân phận của hoàng hà nương nương quá đặc thù mẹ tôi chỉ là thường dân nói ra chắc sẽ dọa chết bà mất chuyện này trước sau gì mẹ tôi cũng sẽ biết thôi hoàng hà nương nương vì tôi mà từ bỏ hoàng hà lệch tôi không thể phụ cô ấy mà tôi còn phải báo đáp ân tình của cô bằng cách cưới cô về mới là lựa chọn tốt nhất huệ hương trở thành lệ quỷ nhưng vẫn hy vọng sẽ có người thu nhận hài cốt của cô hoàng hà nương nương không biết đã cô đơn tại nơi này bao nhiêu năm rồi nhất định cô cũng mong mình sẽ có nơi để quay về đúng không tôi cưới cô ấy về từ đó nhà tôi sẽ là nhà của cô ấy cha mẹ tôi cũng là cha mẹ của cô ấy đây mới gọi là nơi để quay về. Nếu không thì, dù cho tôi và cô ấy có cảm tình đi chăng nữa, thì chẳng qua chỉ là một đoạn nhiệt duyên mà thôi. Trước khi suy nghĩ rõ ràng thì tôi quyết định lật bài ngửa với mẹ tôi luôn. "Mẹ, hôm trước cha có nói hôn sự của con sau này sẽ do Bạch lão quỷ sắp xếp, thật sự lão đã sắp xếp cho con rồi mẹ ạ." "Sắp xếp rồi sao? Là cô gái nhà nào thế? Khi nào con mới dẫn về đây cho mẹ gặp hả con?" Mẹ tôi nghe đến hôn sự thì vui vẻ lên hẳn, "Mẹ Mẹ biết phối âm hôn là gì đúng không? Tôi nói chậm rãi, đồng thời có chút căng thẳng quan sát vẻ mặt của mẹ tôi. Biết chứ, nhưng sao lại nhắc đến cái này? Mẹ tôi là một người phụ nữ thông minh, từ lúc tôi nói ra ba chữ phối âm hôn, nét mặt vui vẻ của mẹ tôi bắt đầu biến mất. Nhưng bây giờ không phải là lúc giấu giếm nữa, nên một hơi tôi đã kể hết ra, chú Bạch đã sắp xếp cho con một mối âm hôn, cô gái mà con muốn cưới về không phải là người. Mẹ tôi nghe xong liền lùi lại vài bước, vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía tôi. Mẹ, có nhiều chuyện con không có cách nào giải thích hết cho mẹ nghe, con chỉ có thể nói với mẹ là cô gái này con không thể không cưới, mà con cũng thật lòng thật dạ muốn cưới cô ấy, cả đời này không muốn cưới ai khác nữa. Mẹ tôi đã bình tĩnh lại sau hồi chấn kinh vừa nãy và tôi cũng đang đợi câu trả lời từ mẹ. Nếu đã là quỷ thì cũng phải có lai lịch chứ nhỉ, nói đi, cô ấy là cô nương nhà nào. Nghe mẹ nói câu đó, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm hẳn, cửa ải khó nhất cũng đã vượt qua rồi liên quan đến việc phối âm hôn của hoàng hà nương nương ở bản địa chúng tôi có rất nhiều lưu truyền nhưng đa số chẳng cái nào là thật cả nếu mẹ tôi đã chấp nhận tôi cưới quỷ làm vợ thì ắt sẽ chấp nhận tôi cưới hoàng hà nương nương thôi quả nhiên ngay khi tôi nói cô gái đó là hoàng hà nương nương sắc mặt mẹ tôi không thay đổi nữa chỉ là hơi ngạc nhiên hỏi tôi rằng bộ sông hoàng hà hiện nay vẫn còn có hoàng hà nương nương sao có chứ nếu như mẹ đồng ý thì con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt cha mẹ ngay tôi mau chóng đáp khoan đã con đừng gấp, đợi mẹ nói cha con một tiếng trước đã, sức khỏe cha con luôn không tốt, mẹ sợ ông không chịu nỗi đả kích này. Sau cùng mẹ tôi còn nói, từ sau khi biết chuyện trộm mạng, bà ấy đã âm thầm tin vào chuyện ma quỷ. Sau này thêm chuyện Huệ Hương gây chấn động như thế, bà càng tin thế gian này thật sự có ma. Nhưng trước giờ bà không nghĩ đến rằng tương lai tôi sẽ cưới quỷ làm vợ, còn là một hoàng hà nương nương không biết đến từ đâu, từ triều đại nào. Quá trình thuyết phục cha tôi rất đơn giản, bởi vì dù sao ông cũng là đàn ông mà. Những người đàn ông từ nhỏ lớn lên cạnh sông Hoàng Hà, ai mà không hiếu kỳ vẻ đẹp kiều diễm vô song của Hoàng Hà nương nương trong truyền thuyết cơ chứ. Tạ Lan, chỉ cần con có thể đem cô ấy về, cha nhất định sẽ nhận cô ấy làm con dâu của tạ gia. chương 35, Mạch Mạch Hàm Tinh 1 Cha tôi hỏi tôi vì sao bạch lão quỷ lại phối cho tôi một mối âm hôn như thế, mà những nguyên do trong này lại vô cùng phức tạp, tôi không có cách nào để giải thích cả, chỉ có thể nói với ông chuyện này có liên quan để việc trộm mạng mà thôi. Cha mẹ tôi nghe thế liền không hỏi thêm gì nữa, hai ông bà bắt đầu nhìn nhau rồi trầm mặc. tôi biết sự việc trộm mạng này sợ nó vẫn luôn là cái đinh ghim trong lòng họ. Âm hôn cũng là hôn, ở nông thôn thường xuyên có người tổ chức linh đình, ví dụ như họ hàng xa của tôi cũng thế. Nhưng hôn sự giữa tôi và Hoàng Hà Nương Nương lại khác, chúng tôi là phối âm dương, người sống cưới người chết có quá nhiều cấm kỵ, rất dễ bị người ta bàn tán ra vào mà hoàng hà nương nương vốn là tồn tại trong truyền thuyết ở hai bên bờ sông hoàng hà rồi cưới cô ấy về chắc chắn sẽ là một chuyện kinh thiên động địa đó có được không cho nên hôn lễ của tôi phải tiến hành trong âm thầm ngay cả anh chị dâu tôi cũng không thông báo gia đình anh tôi ở bên nhà mới chứ không phải nhà cũ đợi sau khi cưới hoàng hà nương nương về rồi xem tình hình thế nào mới nói cho họ biết tuy giao nhân lễ có thể khiến âm thân của hoàng hà nương nương vĩnh cố nhưng âm thân thì cũng chỉ là âm thân mà thôi ai cũng không biết được cô ấy có thích nghi với cuộc sống của người phàm hay không đâu sau khi quyết định mọi việc cha mẹ tôi bắt đầu tu sửa lại phòng ốc đáng lẽ cha mẹ tôi tính xây cho tôi một căn nhà mới nhưng tôi đã từ chối nhận nó từ đây tới tiết hạ nguyên còn không tới hai tháng ai mà biết được đến lúc đó sẽ xảy ra biến cố gì cơ chứ huống hồ chi nếu như tôi cưới hoàng hà nương nương làm vợ tương lai chắc chắn sẽ không ở trong thôn này nữa đâu sau cùng cha mẹ tôi quét sơn lại hết nguyên căn nhà thay giường mới ra nệm mới còn mua thêm cái tủ áo đến bàn trang điểm cũng sắp xếp luôn chuẩn bị mọi thứ trong nhà xong tôi đi ra chỗ hàng mã ngoài thị trấn khi bạch lão quỷ đi từng nói phải cho hoàng hà nương nương mặc áo giấy bảo tôi phải đi tìm chỗ bán hàng mã mà ông quen biết ngoài thị trấn để đặt mua cho cô mấy bộ đồ giấy thiết kế theo kiểu dáng hiện đại bây giờ tiệm hàng mã này nằm ở phía bên cầu đại thạch ngay lối vào phía tây của thị trấn và nó rất gần với nghĩa trang nhân dân nơi được xây dựng quy mô khi chuyển đổi công xã. Xung quanh tiệm hàng mã không có căn nhà nào, xung quanh chỉ toàn là cây cối mà thôi. Bên phía nam đều là cây dâu tằm trắng, hàng liễu thì ở phía bắc, phía đông là những tán cây hòe, mảnh rừng chi dương nằm ở phía tây, mà tiệm hàng mã đó lại nằm ngay giữa gốc cây bách cổ thụ không biết đã ở đó bao nhiêu năm rồi. Tôi càng nhìn càng thấy không ổn, dâu liễu dương hòe bách, đây không phải là ngũ âm chi mộc trong thuật phong thủy thường nói tới sao. Ngũ âm có đủ, chính là đất tụ âm đây mà. Có như nào thì cũng không ngờ tiệm hàng mã này lại ở trên mảnh đất tụ âm thế này. Cửa tiệm hàng mã đóng kín bưng, tôi đứng gõ cửa một hồi lâu, mới nghe được có một người phụ nữ trả lời tôi bằng giọng nói cộc cằn. Cô nói hiện đang có khách, bảo tôi chờ ở ngoài đó chút đi. Tôi thấy thời gian còn sớm, cũng không gấp lắm, nên đã ở ngoài cửa vừa đợi vừa hút thuốc. Tầm khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa liền mở ra, bên trong có một người đàn ông mặc đồ đen bước ra ngoài. Người này đội chiếc mũ, dưới chiếc mũ đó ẩn hiện một khuôn mặt trắng bệch không có một giọt máu. Khi đi ngang qua người tôi, anh ta vô tình quét mắt nhìn tôi một cái, sau đó bước nhanh rời khỏi. Tôi nhìn bóng lưng của người đó, rất nhanh đã phát hiện ra điều không ổn. Trên người anh ta đều là màu đen, ngoài ba lớp trong ba lớp, vạt áo đối nhau, rõ ràng chính là áo liệm mặc cho người chết ở nơi chúng tôi. Với lại anh ta không có bóng, bước đi khập khiếng, phía trên đôi dép con cóc không dính một chút bùn đất nào. Ở nơi chúng tôi, chỉ có người chết mới mang dép con cóc thôi trời ạ nhìn đủ chưa nhìn đủ rồi thì vào đi một người phụ nữ đẹp lão đang dựa vào khung cửa lạnh lùng nhìn tôi mà nói tôi không vội đi vào rồi tôi hỏi bà vừa nảy người đàn ông đi ra từ tiệm của bà là ai thế anh ta là ai không phải cậu sớm đã biết rồi sao không lẽ anh ta là quỷ thật sao rồi tôi liên tưởng lại tiệm hàng mã của bà ở trên mảnh đất tụ âm tôi lại nhìn không được hỏi một câu cửa tiệm này của bà đừng nói là quỷ cũng nhận đơn nha làm sao, không lẽ cửa tiệm của tôi có thứ gì có thể cho người sống sử dụng à? Bà ta nhướng mày hỏi tôi, tôi lập tức không lời nào đối đáp được, cửa tiệm này của bà ta bất luận là giấy tiền hay thợ mã, có món nào không phải đốt cho người chết sử dụng đâu, chỉ là tôi không ngờ bà ta sẽ trực tiếp nhận mối làm ăn của quỷ mà thôi. Ban ngày gặp ma khiến lòng tôi không thoải mái cho lắm, nhưng nghĩ đến cửa tiệm này là do lão Bạch giới thiệu cho tôi, nên tôi chỉ đành căng ra đầu bước vào. Sau khi vào trong, người phụ nữ đó hỏi tôi muốn gì. Tôi nói tôi được bạch lão quỷ giới thiệu cho đến đây, cần làm vài bộ đồ giấy đốt cho cô gái trẻ phối âm hôn sử dụng, lấy những mẫu mã hiện đại bây giờ ấy. Mẫu hiện đại à, cũng hiếm gặp thật, bà ta lầm bầm một câu, có thể làm không, tôi liền hỏi, làm thì cũng làm được vài mẫu, chỉ là hơi tốn thời gian, bởi vì phải làm từng cái từng cái. Đồ dùng để đốt cho người chết, đa phần đều dựa theo thời xưa mà làm, quần áo giấy cũng thuộc các mẫu mã cổ trang. Thợ mã trong tiệm của bà cũng là tạo hình thời phục cổ, vàng mã cũng sử dụng giấy vàng, đến cả những con dấu đều là thủ công làm ra. Không giống những gì tôi từng thấy trước đó. chương 36, Mạch Mạch Hàm Tinh 2, cái loại in tiền tệ âm phủ, giá trị dao động đến hàng trăm triệu cơ. Tiếp đó bà chủ hỏi thôi có yêu cầu gì về vóc dáng không, tôi đại khái diễn tả cho bà rồi hỏi bà bao nhiêu tiền. Không lấy tiền, đồ dùng để đốt cho Hoàng Hà Nương Nương nếu như thu tiền, chẳng phải là chê cái mạng dài quá sao. Bà biết chuyện của tôi sao? Tôi giật mình hỏi bà, Chuyện Hoàng Hà nương nương gả chồng, bản địa âm ti e là chỉ có vài người không biết thôi. Vậy làm sao bà biết người cô ấy gả là tôi? Tôi lại hỏi tiếp, cậu là Bạch lão quỷ phái đến tìm tôi, còn ai có tư cách làm mai làm mối cho Hoàng Hà nương nương ngoại trừ Bạch lão quỷ nơi này chứ? Được thôi, tôi không thể không thừa nhận bà chủ này là một người rất thông minh, đồng thời chắc chắn có quan hệ mật thiết với Bạch lão quỷ. Từ khi tôi quay về từ tiệm vàng Mã, đêm đó tôi quyết định đến cổ tế đài để gặp mặt Hoàng Hà nương nương. Bà chủ tiệm hàng mã nói với tôi, chuyện Hoàng Hà Nương Nương gả chồng ở chốn âm ti đa số đều đã hay biết, nếu tôi cứ chậm trễ không động tính gì thì chắc chắn cô ấy sẽ giận tôi thật đấy. Lần trước ở trong nhà bạch lão quỷ, tôi và cô ấy vẫn chưa hoàn thành hôn lễ, là bởi vì cô ấy có vướng mắc với thành hoàng gia bản địa. Bây giờ chuyện Hoàng Hà Lệnh đang ở trong tay của Trần Quán chủ Huệ Tề Quán đã lan truyền khắp nơi, thành hoàng gia chắc chắn sẽ không bám lấy cô ấy nữa, Hoàng Hà Nương Nương chắc hẳn đang đợi tôi đến cưới cô ấy về nhà ánh trăng đêm nay không tệ gió thoảng mây trôi sóng yên biển lặng tôi cầm theo lưu hương bước lên cổ tế đài nhìn tượng thần của cô rồi thắp bốn nén nhang rồi quỳ xuống khấu đầu nhưng lần này không biết vì sao cho dù tôi cố gắng khom lưng dùng sức cũng chẳng thể nào quỳ gối xuống được dưới gối nam nhi là hoàng kim quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ làm gì có đạo lý quỳ vợ cơ chứ trước đây anh và em chưa có danh phật bây giờ nếu như em đã hứa gả cho quân gia làm vợ đương nhiên không thể hành đại lễ như thế rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa xa giữa lòng sông, trực tiếp ngưng động nơi tim tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Hoàng Hà Nương Nương nổi lên từ trong làn sương trắng, dần dần kết tụ thành hình bóng dịu dàng vô đối. Hoàng Hà Nương Nương hiện thân rồi, lần này gặp lại cô ấy, trong lòng tôi có đủ thứ loại cảm xúc đan xen, bởi vì lần này cô ấy đến là vì tôi. Ta cứ nghĩ, chàng sẽ phải để ta đợi rất lâu. Hoàng Hà Nương Nương thút thít nói. Tôi đoán không sai mà, quả nhiên Hoàng Hà Nương Nương đang đợi tôi đến so với tình cảm sâu đậm của cô ấy tôi cảm thấy rất hổ thẹn vì những băn khoăn lúc đầu tiếp đó hoàng hà nương nương lướt trên mặt nước nhẹ nhàng tiến về phía tôi lúc trước chưa đến gần tôi thì trong lòng tôi lại khao khát được lại gần cô ấy vậy mà đến khi cô ấy đứng trước mặt tôi tôi căng thẳng đến mức không biết nên nói gì cho phải chật vật hồi lâu tôi mới nhớ ra rằng mình nên lấy giao nhân lệ ra đưa cho cô ấy đây là nam hải giao nhân lệ bạch lão quỷ nói có thể giúp em vĩnh cố âm thân nói xong tôi liền đưa bình xứ cho cô ấy hoàng hà nương nương đưa tay cầm cái bình rồi mở nắp ra nhìn viên giao nhân lệ đang lơ lửng bên trong đột nhiên cô ngây cả người không biết có phải là ảo giác của tôi không hình như tôi thấy trong đôi mắt cô ấy đang ngấn lệ giao nhân lệ chân quý đến thế chàng thật sự nỡ đưa ta phục dùng sao em vì anh ngay cả hoàng hà lệnh cũng có thể từ bỏ vậy thì giao nhân lệ đã là gì cơ chứ tôi trả lời chàng sai rồi đừng nói một tấm hoàng hà lệnh cho dù là tám cái hoàng hà lệnh, trong mắt ta cũng không thể so sánh với một viên giao nhân lệ này đâu." Hoàng Hà nương nương nói với tôi là, "Giao nhân lệ không chỉ có thể vĩnh cố âm thân, từ một ý nghĩa nào đó tương đương với việc cô ấy có thể tái thế làm người. Nếu như không có giao nhân lệ, cho dù có làm hoàng hà đại nhân đi chăng nữa, thì cô ấy vẫn sẽ bị giam cầm trong hoàng hà cả đời này. Bao nhiêu năm nay, cô ấy ở trong nước nhìn ngắm khói lửa nhân gian hai bên bờ sông, Tâm nguyện lớn nhất đó chính là mong muốn có ngày sẽ được lên bờ làm người một lần nữa, dù cho chỉ là một người bình thường cô cũng cam lòng. Nếu không phải Hoàng Hà Nương Nương chính miệng nói với tôi, thì tôi cũng chả biết sao nhân lệ lại quý giá đến thế, còn rất quan trọng đối với cô ấy nữa. Nhân đạo chính là, Hoàng Hà cửu khúc, cuối cùng cũng chảy về hướng đông thôi. Nhưng họ không biết, ở giữa lòng sông sẽ có một vong hồn vất vưởng, không hề trôi theo dòng chảy, mà trăm năm như một ngày, ở dưới sông ngây ngốc ngóng trông khói lửa nhân gian ở hai bên bờ. Tôi nghe cô ấy nói bao nhiêu chuyện chua xót trong lòng, cuối cùng cũng không nhịn được cảm xúc của bản thân, liền kéo cô ôm vào trong lòng. Chương 37, Tuần Dương phán quan 1. Đêm hôm nay, tôi cùng Hoàng Hà nương nương đã tâm sự rất lâu ở cổ tế đài, cuối cùng tôi cũng đã biết được thân thế lai lịch của cô ấy. Từ đó tôi không còn gọi cô ấy là Hoàng Hà nương nương nữa, mà bắt đầu đổi thành Thùy Họa. Trước tiên Thùy Họa kẻ tôi nghe cô ấy là người của thời đại nhà Minh vạn lịch nhân gian. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ là một cô gái của xã hội cũ thôi, nhưng không nghĩ rằng lại cách xa đến thế, từ thời đại nhà Minh vạn lịch cho đến nay cũng đã hơn 400 năm rồi còn gì. 400 mấy năm trước, bên này có một cái thôn nhỏ gọi là Trại Lâm Gia, cũng chính là quê hương của Thủy Hỏa. Có một năm, Hoàng Hà nước lũ, thần bà trong thôn bảo rằng Hoàng Hà đại vương muốn đón dâu rồi. Nghe trong thôn đang chọn Hoàng Hà nương nương, trong lòng Thùy Họa sợ chết khiếp. Trại Lâm Gia rất nhỏ, lại còn nghèo nàn năm nào trong thôn cũng không đủ của cải để nộp thuế, cho nên suốt ngày chịu sự ức hiếp của những thôn làng lân cận, lần này tuyển chọn Hoàng Hà Nương Nương chắc chắn lại đòi trại lâm ra đưa người cho mà xem. Tuy trong thôn những cô gái chưa xuất giá không chỉ mình Thùy Họa, nhưng ngặt nỗi chỉ có mỗi mình cô biết hát khúc mà thôi. Từ nhỏ cô ấy lớn lên trong gánh hát của ông ngoại, cô học theo hoa đáng luyện thanh, diễn viên đao mã hí khúc cô cũng theo mà học. Không chỉ có thể hát khúc, mà diễn đao mã cũng rất điêu luyện. Vốn dĩ ông ngoại muốn đào tạo cô trở thành trụ cột của gánh hát, chỉ tiếc rằng đến khi thời thế loạn lạc, gánh hát đã giải tán mất rồi. Không lâu sau ông ngoại cô cũng qua đời, cô chỉ đành quay về trại lâm gia. Sau đó quả nhiên Thùy Họa bị chọn làm Hoàng Hà Nương Nương, ban đầu cũng nghĩ cách để bỏ trốn, nhưng nếu như trốn thì cha mẹ và những đứa em của cô sẽ bị bắt và kết tội bởi thương hào nông thôn thời đó. Năm ấy Thùy Họa chỉ mới 16 tuổi, cắn răng chịu đựng cả một đêm. Cứ thế đã trôi qua hơn 400 năm, khi cô kể tôi nghe lại những sự việc lúc trước khuôn mặt cô lộ ra vẻ bi thương vô tận ai nấy đều biết hoàng hà nương nương sau khi chết oán khí đều không thể tiêu tán vì thế mà xung quanh cổ tế đài luôn xảy ra những chuyện ma quỷ tác quái nhưng trước giờ không ai thấu hiểu oán khí của họ từ đâu mà đến cái mà họ căm hận không phải là xuất thân khốn khó của mình mà chính là lúc họ bị khỏa thân cột trên cổ tế đài bôi dầu trầu đối mặt với họ không phải là sự cảm kích và đồng tình mà chính là từng cặp mắt mang theo bao nhiêu mong đợi hưng phấn cùng với dục vọng thật quá kinh tởm, sau cùng Thùy Hỏa kẻ tôi nghe một chân tướng khiến tôi cạn lời đến cực độ, mà chân tướng này chỉ có bản thân Hoàng Hà nương nương sau khi chết mới phát hiện ra. Hoàng Hà Đại Vương có thần vị tại thân, không cưới người phàm làm vợ bao giờ cả. Hoặc nói cách khác, cái mà gọi là hiến tế người sống từ đầu đến cuối chỉ là một trận lừa bịp mà thôi. Nghe đến đây, tôi cảm thấy tiếc thương cho các Hoàng Hà nương nương trong lịch sử từ tận đáy lòng mình, càng cảm thấy bi ai cho lòng dạ thâm độc của con người. Hà bá đón dâu sở dĩ sống mãi trong dòng chảy lịch sử, ngoại trừ vì để thỏa mãn yêu cầu được thống trị của tầng lớp cầm quyền ra, còn do bản thân việc này chính là một màn kịch thỏa mãn phần tối trong tâm hồn mỗi con người. Chiêm ngưỡng thiếu nữ hoang mang vô vọng, cô ấy thút thiết rơi lệ như một chú cừu non đang đợi bị làm thịt trên cổ tế đài. Và đây chính là lý do vì sao Hoàng Hà nương nương có thể vĩnh tồn ở sông Hoàng Hà, thiên đạo không can thiệp cũng bởi vì lẽ đó. Cũng khó trách Huệ Hương nói rằng, người thấy ma quỷ thật kinh khủng, Quỷ thấy lòng người thật thâm độc, thế gian này đáng sợ nhất không phải là yêu ma quỷ quái đâu có sai đâu. Đêm nay tôi không hỏi cô bất kỳ câu hỏi nào, ví dụ như sự biến hóa của Đàm Cửu Long năm xưa, Hoàng Hà đại vương tử trận, hay là cái thứ đằng sau chín con ác long đó, còn vị đạo sĩ năm xưa, nhân quả nghiệp báo của Bạch Gia Vân vân các kiểu. Ngay cả khi cô ấy không thể trả lời tất cả thì những câu hỏi đó vẫn còn trong tâm trí tôi, về sau chắc chắn sẽ được giải đáp hết thôi. Cho nên tôi không hỏi gì cả những vấn đề này đợi sau khi tôi và cô ấy kết hôn rồi muốn hỏi khi nào chẳng được đâu. Đêm nay tôi chỉ nghe cô ấy kể lại chuyện xưa, dùng cả đêm thời gian để nói hết sự cô độc và đau thương suốt 400 năm qua mà cô phải gánh chịu. Giao nhân lệ là vật trí âm của sau này, với đạo hạnh của Hoàng Hà Nương Nương muốn hấp thụ và luyện hóa tất cả viên ngọc đó chắc cũng cần 7 ngày mới hoàn tất. Cho nên đêm nay tôi vẫn chưa thể dẫn cô ấy về nhà, cùng cô tâm sự ở cổ tế đài đến dạng sáng liền nói lời cáo biệt. Lúc tôi vội vàng đi về nhà sắc trời vẫn còn là màu xám xịt, các nẻo đường không có lấy một bóng người. Nhưng khi tôi vào đến ngõ thì phát hiện trước cửa nhà có một bóng người đang đứng. Người nằm bận bộ đồ màu đen, đội nón che, đứng thẳng tắp, giống như một cây đinh đang ghim trước cửa nhà tôi vậy. Khi đến gần, cuối cùng tôi cũng nhận ra anh ta là ai rồi, chính là con quỷ ở tiệm hàng mã mà tôi đã gặp hôm qua. Trong lòng tôi hoảng lắm, nhưng sự hiếu kỳ trong lòng tôi lại nhiều hơn là sợ. Lệ quỷ thì tôi gặp qua Huệ Hương, cương thi thì tôi gặp qua tạ Quảng Tài, huống hồ chi tôi vừa tạm biệt Hoàng Hà Nương Nương thôi mà đã cả gan chạy tới đây rồi. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đồ, người không nên xuất hiện ở đây mới phải, tôi gồng mình lớn tiếng nói. Người tưởng ta là quỷ quái, người đàn ông giọng khàn đặc nhưng khí phách mạnh mẽ hỏi lại. Không phải người thì còn ai vào đây? Tôi trả lời, ta là người của âm ti. mươi 38, Tuần Dương Phán Quan 2, nghe ông tự xưng là người của âm ti, tôi chợt nhớ lại chuyện hoàng hà thủy vực của hoàng hà nương nương bên phía âm ty cũng có nhúng tay vào không lẽ ông ta cũng vì thủy họa mà đến tìm tôi nhưng cũng không phải chứ sự tồn tại của hoàng hà nương nương đến cả thiên đạo cũng âm thầm chấp nhận rồi cơ mà hơn nữa hoàng hà lệnh cũng đâu có ở trong tay của cô ấy đâu thế ngươi đến đây làm gì tôi hỏi tiếp tôi đến để tìm cậu người đàn ông áo đen đáp tìm tôi tôi biết cậu là đồ đệ của bạch hà sầu tôi chỉ muốn cậu chuyển lời giúp tôi Trốn được mùng một không trốn qua 15, năm xưa hắn đến chỗ tôi mượn đi một món đồ, tiết hạ nguyên năm nay hắn nhất định phải trả nó lại cho tôi. Người tên gì mới được, không nói thì chuyển bằng cách nào. Tôi hỏi lại, cậu không cần biết tên tôi, cậu chỉ cần nói với Bạch Hà Sầu rằng Tuần Dương phán quan năm xưa đến tìm hắn là được. Tuần Dương phán quan, đây là chức vụ gì nữa, tôi chỉ nghe qua âm ti có tứ đại phán quan, chính là Thường Thiện Ti ngụy Trinh, Phạt Ác Ti Trung Quỳ, Sát Cha Ti Lục Chi Đạo, Âm Luật Ti Thôi Ngọc, còn tuần dương phán quan thì quả là lần đầu nghe đến thật, nhưng tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nhiều, chỉ nói sẽ giúp hắn chuyển lời rồi thôi. Nghe tôi đồng ý chuyển lời, người đàn ông đó liền quay đầu rời đi. Đi được tầm 7, 8 bước, đột nhiên hắn lại quay đầu hỏi tôi, xác của Huệ Hương là do cậu vớt sao? Nghe hắn nhắc đến chuyện của Huệ Hương, tim tôi muốn ngừng đập ngay tại đó. Thầm nghĩ rằng, không lẽ chuyện của Huệ Hương vẫn chưa kết thúc sao? Chính là tôi vớt, làm sao? Tôi hỏi lúc tôi ở thành chết oan thẩm án của cô ấy, có nghe nhắc đến cậu. Nói xong câu nói không đầu không đuôi, hắn ta lại xải bước rời đi, lần này hắn không còn quay đầu lại nữa. Tôi đã thức cả đêm rồi, vốn là muốn về ngủ một giấc thật ngon lành, nhưng thằng cha áo đen đó xuất hiện cùng với những câu nói đó khiến tôi hết ngủ mẹ nó luôn rồi, tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi cho bạch lão quỷ. Trước khi lão bạch đi đã dặn dò tôi rằng, ngoại trừ chuyện trọng đại như liên quan đến sinh tử nguy cấp, bằng không thì đừng liên lạc cho lão bây giờ tuy không phải là chuyện gì trọng đại nhưng nếu tôi không hỏi rõ sự tình tôi sợ bản thân mình sẽ chết ngục mất điện thoại vừa reo đã có người bắt máy tạ lan xảy ra chuyện gì rồi sao bạch lão quỷ gấp gáp hỏi tôi bao lâu không gặp nghe được giọng lão thêm lần nữa tôi thấy thân thiết vô cùng nhất là khi giọng điệu quan tâm của lão khiến tôi cảm động lắm nhưng bây giờ không phải là lúc ôn lại chuyện cũ đâu trước mắt phải kể cho lão nghe chuyện của người áo đen lúc này mới được toang dầu Lần này tôi ra ngoài chính là vì muốn tránh gió đầu của người đó, không ngờ hắn lại tìm được cậu, lần này rắc rối to rồi." Bạch lão quỷ trả lời, "Chú Bạch, không phải chú nói ra ngoài chỉ để tránh Trần quán chủ thôi sao?" "Phi, cái lão già mặt dày đó cũng xứng để ta tránh sao? Đạo sĩ kinh tài diễm tuyệt là thiên tài của môn đạo không xuất trần, gã mặt dày đó sống nhàn rỗi gần cả thế kỷ, có khác gì bao cỏ đâu, ở phủ Thiên sư còn xếp không được một số nữa là." "Được thôi, chú Bạch" vậy chú kể tôi nghe lai lịch của vị tuần dương phán quan kia đi. Năm xưa chú lấy gì của người ta vậy? Hay, chuyện này nói ra thì dài lắm, chắc bây giờ cậu cũng đã biết việc cậu trộm mạng để sống rồi đúng không? Chuyện của hắn có liên quan đến việc trộm mạng của cậu đấy. Những lời nói nửa vời như vậy chính là tác phong của bạch lão quỷ, lão muốn tôi khoan hãy hỏi về vấn đề này, đợi lão quay về sẽ trần thuật với tôi mọi chuyện. Lúc chưa gác máy, lão còn đặc biệt dặn dò tôi, bảo tôi nới nới hôn sự giữa tôi và Thùy Họa trước, nhất định không được phối âm hôn dưới mắt của Tuần Dương phán quan. Tôi hỏi lão lý do vì sao, lão nói cái mà Tuần Dương phán quan tra xét chính là thiên đạo nhân luân, việc tôi và Thùy Hoa phối âm hôn là phạm dương kỵ cũng là phạm phải luật pháp âm ti. Nếu như để hắn tra được sẽ rất phiền phức, nói không chừng cả hai chúng tôi đều bị bắt đến thành chết oan. Sau cuộc gọi này tôi bực bội vô cùng, không chỉ không được giải đáp thắc mắc, ngược lại còn thấy mơ hồ hơn nữa rồi. Làm sao mà lại dính líu đến việc trộm mạng nữa chứ? Từ lúc biết được thân thế của Hoàng Hà Nương Nương, trong lòng tôi chỉ muốn mau chóng cưới cô ấy về để yêu thương và bù đắp cho cô ấy nhiều hơn. Ai ngờ đâu việc tốt hay bị dày vò, đi được nửa đường lại lòi ra một vị tuần dương phán quan cơ chứ. mươi 39, sinh tử luân hồi một ngủ một giấc dậy tôi chợt nhớ ra một chuyện, lai lịch của tuần dương phán quan đâu nhất thiết phải đợi lão bạch nói tôi mới biết được đâu, còn có một người chắc chắn biết được lai lịch của hắn mà. Bò dậy ăn sáng xong, tôi liền đạp xe chạy ra tiệm hàng mã ngoài thị trấn bà chủ tiệm vừa thấy tôi thì nói quần áo giấy vẫn chưa làm xong đâu đặc biệt là làm cho hoàng hà nương nương không thể sơ xài được tôi không phải đến để lấy quần áo đâu tôi muốn hỏi thăm một người thôi ai chứ chính là con quỷ mà hôm qua tôi gặp tại đây tôi trả lời đang yên đang lành ngươi hỏi tới hắn làm gì bà chủ nghe tôi hỏi liền ngừng tay nhìn tôi cau mày hỏi bởi vì hắn ta đến tìm tôi bà chủ nghe tôi nói xong liền ngây người một lúc rồi nói tiếp hắn ta là tìm bạch lão quỷ có đúng không ừ tôi gật đầu lấy đồ của người ta không trả muốn trốn luôn thì làm gì có chuyện dễ ăn như thế phải mà đồ của người khác thì không nói đi đồ của tuần dương phán quan mà cũng dám sơi lão ta đây là chán sống còn gì vốn dĩ tôi chỉ muốn hỏi lai lịch của tuần dương phán quan mà thôi nhưng nghe ngữ khí của bà ta hình như rất rõ ân oán giữa hai người đó thì phải trong lòng thầm vui mừng vì chuyến này không về tay không nên đã hỏi bà chủ rốt cuộc lão bạch đã lấy đi thứ gì của tuần dương phán quan thế Cậu không phải ra đời vào ngày thìn tháng riêng sao? Bà ta chưa trả lời câu hỏi của tôi, mà là hỏi về sinh thần của tôi trước. Giải thích ngày thìn là chỉ một ngày nhất định theo kỳ nhật Pháp. Thiên can địa chi của nước ta, thực ra, ngày thìn không cố định rơi vào số nào mà cứ cách 12 ngày lại xuất hiện một lần. Thiên can địa chi âm lịch có kỷ niên, kỷ nguyệt, kỷ nhật, kỷ thời Pháp. Hết giải thích, nói thật thì, tôi bây giờ có hơi trột dạ khi người khác hỏi đến sinh thần bát tự của mình, trong lòng tôi cứ do dự không thôi, Tôi không biết nên trả lời bà ta như nào nữa. Cậu không cần nói thì tôi biết chắc là vậy rồi, Bạch lão quỷ vì cậu đến cả hoàng hà nương nương cũng kéo luôn xuống nước, cậu không phải đứa bé năm xưa trộm mạng mới lạ đó. Bà cũng biết chuyện tôi phải trộm mạng để sống sao? Tôi giật mình hỏi lại, nói nhảm, lúc đó cậu mất ba hồn, lạc hết bảy vía, nếu không phải là tôi bày ra tụ âm trận để chiêu hồn vía của cậu về thì dễ gì cậu sống được. Chỉ là đến giờ tôi vẫn không biết cái mạng mà lão trộm về rốt cuộc là mạng của ai có đáng để lão vì cậu vạch sẵn kế hoạch cho cả đời, thậm chí còn vì cậu mà đắc tội luôn cả tuần dương phán quan. Tôi cũng muốn trả lời lại là, thật ra tôi cũng hiếu kỳ lắm, chỉ là lão bạch cứ không chịu nói với tôi mà thôi. Tiếp theo sau là bà chủ kể hết cho tôi nghe nhân quả giữa bạch lão quỷ và tuần dương phán quan, cuối cùng tôi cũng biết lão đã mượn đi thứ gì của người ta rồi. Trước khi nói đến chuyện này thì tôi không thể không nhắc đến Huệ Hương trước. Hôm đó cô ấy nói rằng, năm nay là phùng 9 năm của tôi, trên sổ sinh tử của Diêm Vương có điểm tên của một người, và người đó chính là tôi. Khi tôi nói lại với Bạch Lão Quỷ, Lão Gạt tôi bảo rằng những lời nói nhảm không thể tin được. Nhưng trên thực tế, lời của Huệ Hương nói có tám chín phần là sự thật. Trộm mạng là nghịch thiên hành sự, vốn dĩ tôi không nên sống trên thế giới này, cho nên mỗi khi đến phùng 9 năm, Diêm Vương ra cũng sẽ không quên điểm danh tính của tôi. Dựa theo suy luận đó, thực ra thì năm tôi 9 tuổi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Nhưng không chỉ lúc 9 tuổi tôi không chết, cả khi lần thứ hai năm tôi 18 tuổi bị điểm máu tôi vẫn chưa chết luôn. Thoát chết một lần, hai lần, nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý của Diêm Vương gia, cho nên năm nay ông chỉ điểm máu duy nhất mình tôi, có phải là muốn làm rõ điều gì chăng? Còn về việc làm sao tôi có thể sống sót qua hai lần điểm máu, chủ yếu là do Bạch Lão Quỷ đã mượn hoặc lừa để lấy đi thứ gì đó từ thuần dương phán quan mà ra. Chắc mọi người đều biết, âm ty luôn gìn giữ trật tự ở chốn âm gian, Sổ sinh tử là thứ cai quản sự sống còn ở dương thế và cũng là thứ duy nhất mà họ có thể dựa dẫm vào để thống nhất mọi sinh mạng. Tương truyền trong thời kỳ loạn lạc, hoàng thổ nương nương hóa luân hồi thành huyết hải, kiến lập ra lục đạo luân hồi. Sau khi có lục đạo luân hồi này, mới có ngũ phương quỷ đế và thập điện Diêm La, sau cùng là một địa phủ hoàn chỉnh, mà vì muốn duy trì trật tự chốn địa phủ thì cần phải có thứ này. Phán định vật chết luân hồi như nào thì cái này được gọi là sổ sinh tử. Có cuốn sổ này thì đâu thể thiếu được cây bút luân hồi chứ. Ban đầu sổ sinh tử chỉ có một quyển, do chính tay Phong Đô đại đế đích thân cai quản. Bút luân hồi cũng chỉ có duy nhất một cây, do thập điện Diêm Vương Luân Phiên tiếp quản. Sau này đi theo thế giới Thiên Thu không ngừng diễn hóa, nhân khẩu càng lúc càng đông, vì muốn tiện cho việc quản lý nên đã chia sổ sinh tử ra thành nhiều quyền, sau cùng ngay đến cả thành hoàng gia cũng có sổ sinh tử trong tay. Sổ sinh tử có rất nhiều, nhưng bút luân hồi lại chỉ diễn hóa ra thành 5 cây, do Ngụy Trinh trung quỳ bốn vị đại phán quan mỗi người nắm giữ một cây, còn cây thứ năm do tân sinh thế tuần dương phán quan tùy thân mang theo bên mình. chương 40, sinh tử luân hồi 2, tuy rằng tuần dương phán quan chỉ là một chức vụ tạm thời tại âm ti, nhưng bản thân lại làm việc ở trốn dương gian, chuyên môn xử lý các tội như vi phạm nghịch thiên đạo nhân luân các kiểu ở trần thế, không chỉ vậy mà còn có thể hiện trường chấp pháp nữa. Vào năm tôi 9 tuổi, Bạch Lão Quỷ Chính vì chuyện tôi bị Diêm Vương điểm mão mà vô cùng lo lắng. Trùng hợp thay lúc đó Tuần Dương phán quan đi ngang qua nơi này, phát hiện đàm cửu long bị thiên cơ che giấu, ngay đến cả Tuần Dương phán quan như hắn cũng không hiểu thấu được nhân quả bên trong sự việc này, chỉ miễn cưỡng bói quẻ ra chuyện này có dính dáng đến bạch ra vài phần. Xưa có câu, tò mò thì chết sớm, vị Tuần Dương phán quan này không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng, nên đã tìm đến bạch lão quỷ. Hai người tương phùng ngõ hẹp, ai cũng có ý đồ riêng cả. Tuần Dương phán quan thì muốn biết chân tướng của đàm cửu long năm xưa, mà bạch lão quỷ thì lấy cớ đó đánh chủ ý lên cây bút luân hồi của hắn. Sổ sinh tử tuy là phân hóa ra rất nhiều quyển, nhưng mà công dụng đều như nhau cả. Bạch lão quỷ chỉ cần lấy được bút luân hồi, rồi nghĩ cách trà trộn vào miếu thành hoàng, thì có thể từ chỗ diêm vương điểm mão gạch tên trên cuốn sổ sinh tử đó. Nếu bạn thắc mắc vì sao không trực tiếp xóa hẳn tên tôi đi, như vậy thì có thể giống như trong Tây Du Ký Trường Sinh Bất Lão rồi còn gì. Ấy thế thì hơi căng hà, phải mà xóa luôn họ tên thì người này cũng không còn tồn tại nữa, hồn siêu phách tán triệt để luôn, muốn luân hồi vô xúc đạo cũng không có cửa nữa đâu à nha. Mà nói chứ sau khi vị tuần dương phán quan này tìm đến cửa, bị bạch lão quỷ chém gió đủ điều, bịp đến mê muội đầu óc, càng nghe càng hiếu kỳ hơn. Sau cùng thì khúc quan trọng cũng đã đến, bạch lão quỷ nói hiện tại nhà ông vẫn còn cất dấu tượng đầu rồng hoàng kim của vị đạo sĩ năm xưa, nếu như phán quan muốn tham ngộ huyền cơ bên trong, có thể lấy một thứ ra mà đổi kỳ thực thì bút luân hồi của tuần dương phán quan có thể dùng hoặc không dùng cũng được khi cần xử lý chuyện gì thì hắn có thể chuyển giao về cho tứ đại phán quan của âm thi phán xử cũng chả sao cho nên ngay từ đầu tuần dương phán quan cứ nghĩ bản thân kỳ này ăn được một vố quá hời hai người hẹn nhau rồi sau đó sẽ cầm theo đầu rồng hoàng kim tìm nơi nào đó để tham ngộ nhưng vị đạo sĩ đó vốn dĩ là nhân kiệt bất thế xuất đầu rồng hoàng kim mà ông ta đút luyện thì làm sao mà dễ dàng khám phá ra được Tuần Dương phán quan tham mộ một phát là qua 20 năm trời, mà trong khoảng thời gian này, nhờ vào bút luân hồi mà bạch lão quỷ đã vì tôi trà trộn vào miếu thành hoàng để chỉnh sửa sổ sinh tử. Vậy tại sao năm nay Tuần Dương phán quan không tiếp tục tham mộ nữa vậy? Nghe đến đây tôi liền ngắt lời, hắn là do nhất thời nỗi lòng tham thôi, cậu tưởng hắn là đồ ngốc thật sao? Huống hồ chi lần này Diêm Vương ra chỉ điểm có mỗi tên của cậu, hắn đương nhiên là biết chuyện này quá nghiêm trọng đi, cũng đoán được 89 phần có liên quan đến bạch lão quỷ rồi, lần này tìm đến cửa là muốn đòi lại bút luân hồi chứ còn gì nữa vậy tại sao hắn không trực tiếp bắt tôi đi là xong chuyện ha ha tuy nói là phùng chín năm điểm mão là thiên đạo không can thiệp nhưng nếu cậu không chết trong phạm vi thiên đạo luân hồi âm ty có thể vì cậu dáng tai họa dáng nhân quả nhưng lại không thể trực tiếp bắt cậu được cho dù hắn biết cậu chính là người đó cũng không thể làm được gì cậu cả tôi hiểu rồi oan có đầu nợ có chủ tuần dương phán quan có bí bách thế nào thì cũng chỉ có thể đi tìm bạch lão quỷ mà thôi và rồi tôi lại nghĩ ra một vấn đề, tại sao tuần dương phán quan cứ một mực phải đòi lại bút luân hồi trong tiết hạ nguyên cơ chứ? Khi tôi đặt ra câu hỏi này, người phụ nữ đó liền do dự một hồi, mới cắn răng trả lời, bởi vì tiết hạ nguyên năm nay không chỉ đàm cửu long sẽ xảy ra chuyện. Còn chỗ nào nữa, tôi hỏi tiếp, thiên đình, nhân gian, âm thi, tam giới đừng mong sẽ thoát kiếp nạn này. Vì sao chứ, tôi kinh ngạc hỏi lại, bởi vì tiết hạ nguyên năm nay chính là ngày bắt đầu cửu tinh tề tụ bức cung tử vi, cho nên, phán quan nhất định phải có bút luân hồi trước tiết hạ nguyên để đợi lệnh từ âm ti, cùng nhau nghênh đón hạo kiếp của tam giới. Rời khỏi tiệm hàng mã, tôi hiếu kỳ hỏi thăm một chút về thân phận của bà chủ, bởi vì những gì bà ta biết thật sự quá nhiều, còn hiểu rõ bạch lão quỷ đến thế. Tôi vừa hỏi dứt câu, sắc mặt bà ta liền thay đổi. Thế tại sao cậu không hỏi bạch lão quỷ cả đời này không cưới vợ? Bà ta cười lạnh hỏi ngược tôi, vì chú Bạch là người vớt xác nên không dám cưới ai. Tôi thành thật trả lời, khiếp, bày đặt vớt xác nữa chứ, lão hồ ly đó ngay đến tuần dương phán quan còn dám bịp, thì làm gì có vụ không bịp được gái để kết hôn cơ chứ. Chú Bạch nói lão không muốn con cháu đời sau sẽ mang theo tội nghiệt để ra đời còn gì. Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp lời, ha ha, thế cậu nghĩ tư tưởng giác ngộ cao thượng đến thế à? Huống hồ chi năm chưa Bạch ra đã làm gì sai đâu. Được thôi, thế bà nói là vì sao? Bởi vì gã đề tiện bội bạc đó đã kết hôn với lão nương đây chương 41, Hỏa từ trời giáng một Bạch lão quỷ cả đời không kết hôn, trong lòng tôi đã có bao nhiêu là ngờ vực. Thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết có phải là do lúc băng tan, trời hàn nước lạnh, lão vất xác xiếc nên đã bị hư mất thận, trong phương diện đó không ổn nên mới không kết hôn cơ. Nhưng đánh chết tôi cũng không ngờ lão ta vậy mà đã kết hôn rồi, bây giờ tôi hiếu kỳ về ông còn hơn là thân thế của tôi nữa là, chỉ tiếc là tôi chưa thỏa mãn sự hiếu kỳ thì đã bị bà chủ mở đuổi khách mất tiêu trước khi đi bà còn răng đe tôi một câu âm ty không có dự định sẽ bỏ qua cho tôi đâu cho dù không thể đích thân động thủ thì cũng sẽ dở trò nợ nần nhân quả với tôi bảo tôi nhất định phải ở yên trong nhà đừng có tấy mấy tay chân đỡ phải rước họa vào thân nhưng mà có một số chuyện không phải trốn là có thể trốn được đâu có câu người tốt ngồi trong nhà họa từ trời giáng xuống tôi chỉ vừa từ tiệm hàng mã về không bao lâu thì anh chị dâu tôi bồng đứa nhỏ sang nhà cháu tôi ở trong lòng chị dâu khóc không ngừng khóc đến nỗi khan cả giọng, khiến mẹ tôi sốt ruột gần chết, liền tiếp tay qua bế đứa nhỏ. Mẹ tôi có dỗ thế nào cũng không nín, trong nhà cứ thay phiên bế rồi làm đủ trò, cuối cùng đến khi tôi ôm thằng bé vào lòng dỗ dành một lúc liền nín ngay luôn. Dỗ được thằng bé rồi mẹ tôi hỏi chị dâu sao thằng nhỏ lại khóc dữ vậy, ai ngờ vừa đưa mắt nhìn chị dâu tôi, sắc mặt của chị ấy khó coi đến mức khác thường. Con gái bản địa chúng tôi ra có chút vàng, ít nhiều gì cũng hơi hồng hào giống người cao nguyên, chị dâu tôi cũng thế, nhưng bây giờ sắc mặt của chị ấy không có một chút, môi tái nhợt, giữa mí mắt còn có chút đen khịt. Mẹ tôi liền vội vàng hỏi sao mà về nhà ngoại có vài hôm sắc mặt lại kém đến thế, có phải đã bệnh rồi không? Vừa hỏi dứt lời, chị dâu tôi liền chảy hai hàng nước mắt ngay lập tức. Vừa lau nước mắt, chị ấy vừa dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn vào tôi. Em trai, đưa đứa nhỏ cho mẹ đi, hai anh em mình ra ngoài nói vài câu. Anh tôi đứng dậy nói với tôi, vừa hay cháu tôi khóc mệt rồi ngủ mất, Tôi đứa thằng nhỏ vào lòng mẹ tôi, rồi đi theo anh tôi ra nhà chính. Ở trước mặt cha mẹ tôi, anh tôi vẫn còn tỏ ra bình tĩnh lắm, nhưng ra tới nhà chính liền lập tức cau mày lại. "Anh, chị dâu đây là bị làm sao thế?" Tôi vội hỏi, "Đụng phải khách quý rồi còn gì nữa? Đụng khách quý ở chỗ tôi còn được gọi là chúng ta, cũng có nghĩa là bị ma nhập đó." Anh tôi bảo chuyện này phải nói từ hôm chị dâu tôi về nhà ngoại, nghe xong tôi đã hiểu vì sao chị dâu tôi lại dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi rồi. Nhà chị dâu tôi ở bên bờ sông đối diện sông Hoàng Hà, tại đó chị ấy có một người bạn rất thân tên là Vương Phương. Vương Phương từng học qua đại học, tính khí bản thân lại cao, cứ kéo đến tận 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Bình thường vì sợ gia đình dục cưới nên căn bản không muốn về nhà chút nào, nhưng lần này đột nhiên cô ta lại bảo về quê tìm đối tượng để kết hôn. Hôn sự rất nhanh đã được định đoạt xong, chưa đến một tháng liền làm luôn lễ cưới. Ai ngờ kết hôn được hai tháng, bụng của Vương Phương liền phình to ra. Bình thường thì phụ nữ mang bầu 3 tháng thì bụng vẫn chưa lộ rõ đâu, trừ khi thân hình tương đối mập, đây hiển nhiên là trước khi cưới Vương Phương đã mang bầu mất rồi. Ban đầu mẹ chồng của cô cũng còn nghĩ thoáng lắm, khuyên cô phá đứa bé đi, không nói gì nhiều thêm. Ai nhè Vương Phương sống chết cũng không muốn phá, còn nói muốn sinh đứa bé này ra để nuôi nấng, nếu không được thì ly hôn đi. Mẹ chồng cô đâu phải dạng vừa gì đâu, thấy không thuyết phục được Vương Phương, liền âm thầm tìm thuốc khiến cho cô bị sảy thai. Sau khi mất đứa bé, Vương Phương khóc lóc làm um sùm mọi chuyện lên. Mà chuyện này chính là cô không nói lý, bên nhà mẹ cô xấu hổ mất mặt quá, làm gì dám đứng ra làm chủ cho con mình đâu. Vương Phương khóc lóc không chỉ không có ai đồng tình, còn bị mẹ chồng cô đem chuyện xấu này đồn khắp nơi, bãi phân nào cũng đổ hết lên đầu cô. Vài ngày sau, Vương Phương nhảy sông tự tử. Nói tới đây, anh tôi ngừng lại mồi thêm điếu thuốc. Anh, có phải anh muốn nói với em, chuyện chị dâu chúng ta có liên quan đến Vương Phương? Tôi hỏi không phải, không phải ư, tôi cảm thấy rất lạ. Chị dâu em là bị vong nhi nhập, chỉ trách chị dâu em nói tầm bậy thôi. Anh tôi kể, lần này chị dâu tôi về nhà ngoại, nghe tin chị em tốt của mình gặp chuyện nên đã ghé sang nhà bên đấy hỏi thăm. Chuyện vương phương nhảy sông, cha mẹ cô ấy cũng hận lắm, nhưng họ không phải hận bên nhà chồng của cô ấy, mà là hận nhiệt trùng trong bụng của cô kia kia. Chị dâu tôi vừa sinh em bé xong nên tính từ mẫu trỗi dậy, lỡ miệng nói câu đứa bé này cũng là vô tội mà, cho dù vương phương gả sai người thì cũng không nên phá đi đứa bé nếu đổi lại là chị ấy cũng sẽ không làm như vậy đâu chỉ là tùy ý nói ra một câu thôi liền chiêu gọi quỷ quái mất rồi đêm hôm đó chị dâu tôi mơ thấy có đứa bé gọi mẹ ơi mẹ ơi còn đòi bú sữa nữa ban đầu chị dâu tôi bị dọa cho tỉnh giấc cứ nghĩ đây chỉ là ác mộng thôi nhưng sang ngày hôm sau cháu tôi sống chết cũng không chịu bú cũng chả chịu chị dâu tôi bồng bế gì sất bên nhà chị dâu tôi có một thần bà đạo hạnh cao lắm vị thần bà đó nói chị dâu tôi bị Vong Nhi đó nhìn chúng rồi. chương 42, Họa từ trời giáng 2. Vong Nhi không phải người cũng chẳng phải quỷ có thể hành tẩu âm dương hai giới, khó giải quyết lắm. Cho nên ở nơi chúng tôi mới có tập tục thủy táng, chính là muốn bọn nhỏ ở dưới nước an ra. Vong Nhi tuy khó nhai, nhưng muốn thành hình để tác quái cũng không dễ đâu. Thần bà nói, muốn trách chỉ trách mẹ chồng của Vương Phương, không nên dùng phương thức cổ xưa để phá thai. Nếu như đến bệnh viện để phá thai, thai chết sẽ được lấy ra từ bụng mẹ, giống như những xác nhi này không đủ tháng thì không ra ngoài được, ra ngoài là sẽ dã xác ngay. Mà mẹ chồng của Vương Phương lại sử dụng cách phá thai ngu xuẩn nhất, chính là dùng rau sam nấu cháo cho Vương Phương ăn. Lúc đó Vương Phương đích thực là có triệu chứng xảy thai, nhưng tám phần đứa bé trong bụng vẫn chưa chết đâu. Cho đến khi Vương Phương nhảy sông tự vẫn, đứa bé mới chết theo mẹ nó thôi. Thần bà còn nói, Vương Phương nhảy sông tự vẫn một xác hai mạng, oán khí của cô ấy cùng với đứa bé vướng mắc vào nhau tạo thành sát, sau khi vong nhi nuốt sát mới có khả năng tác quái. Gia đình chị dâu tôi liền hỏi thần bà, cho dù vong nhi tác quái thì cũng nên đi tìm người ép chết phương phương trả thù mới phải chứ, sao lại dây vào chị dâu tôi làm gì? Thần bà nói, lời của chị dâu tôi đúng là vô tình thôi, nhưng lại xuất phát từ tính từ mẫu, cho nên vong nhi đó mới bám lấy cô ấy, muốn từ nơi cô ấy có lại lấy lại tình yêu thương của người mẹ. Quan trọng nhất chính là, Lúc chị dâu tôi đến thăm nhà Vương Phương vào giờ hoàng hôn ma xuất hành, sớm một giây hay chậm một giây sẽ không sao, nhưng chết là lại ngay đúng giờ đó cơ chứ. Đến cả thần bà cũng cảm thán vì mọi chuyện quá trùng hợp đi. Em trai à, muốn cứu chị dâu em, cần phải có em góp một phần sức lực rồi. Anh tôi nói, anh cần em làm gì?" Tôi hỏi lại, Vương Phương nhảy sông tự vấn, xác của cô ấy đến giờ vẫn chưa được vớt lên, trước đó tôi từng nói, người vớt xác chỉ vớt xác, không kêu oan dùng ma quỷ. Xác nổi thông thường đều có tình trạng nam úp nữ ngửa, nếu như ngược lại thì chính là hàm oan mà chết trở thành thi sát. Còn vương phương là nhảy sông tự vẫn mà chết, lúc thi thể nổi lên đã trở thành thi sát, không ai dám vất lên cả. Tuy bạch lão quỷ dám vất xác đứng, nhưng lão không bao giờ động đến thi sát, vì sao ư? Chính là sợ vướng phải nhân quả đó, vất rồi thì phải thay quỷ kêu oan. Thi sát của vương phương trôi trên sông Hoàng Hà 7 ngày rồi chìm xuống dưới, sau đó không còn động tính gì nữa. Thần bà ra chủ ý cho chị dâu tôi, muốn siêu độ vong nhi trên người của cô ấy, trước tiên phải làm một việc đó chính là vớt xác của vương phương lên đã. Phải hóa giải sát khí trong hài cốt mới làm nứt năng lực cội nguồn của vong nhi được. Anh biết chuyện này đối với em rất nguy hiểm, nhưng em cũng thấy tình trạng của hai mẹ con chị dâu em như nào rồi. Nói đến đây, khóe mắt anh tôi liền đỏ lên. Một người đàn ông cao hơn tôi nữa cái đầu, bây giờ đang ngồi xổm trước mặt tôi khóc như một đứa trẻ vậy. Tuy anh tôi kết hôn rất sớm, nhưng lại có con rất muộn cháu trai tôi trắng bóc dễ thương chị dâu tôi thì dịu dàng hiền lành không cần nói cũng biết đây là hai người quan trọng nhất cuộc đời anh tôi rồi anh không để em đi một mình đâu anh sẽ đi cùng em chỉ cần hai mẹ con bình yên vô sự là được anh tôi một lần nữa khóc không thành tiếng một mình em đi là được rồi anh ạ à. anh đi cùng em anh tôi kiên quyết anh à hai anh em mình còn có gì phải tranh nhau nữa chứ nếu như anh có bản lĩnh vất xác thì anh đâu có tìm đến em làm gì nếu anh đã tìm em, phận làm em đâu thể nào trơ mắt nhìn anh mạo hiểm với em được. Anh đừng quên, cha mẹ chỉ có mỗi hai đứa mình, nếu cả hai đều xảy ra chuyện, thì cha mẹ phải làm sao đây? Anh tôi không nói được gì nữa. Cuộc đối thoại này tuy được nói ở ngoài nhà chính, nhưng cha mẹ cùng với chị dâu tôi ở bên trong đều nghe rõ mồn một, một. Cho nên khi tôi trở vào nhà, ai nấy đều im lặng nói biết nên nói gì cho đúng, yên tĩnh đến nỗi một chiếc lá rơi xuống cũng có thể nghe được. Cha tôi nốc một ngụm rượu, vài giọt nước mắt lăn trên má ông cách tốt nhất khi tôi vớt xác của vương phương chính là đợi đến lúc vì họa xuất quan nhưng tình huống bây giờ không còn chậm trễ được nữa tuy nhìn người ngợm chị dâu tôi không có gì trở ngại chỉ là nhìn tiêu tụy hơn lúc trước nhưng anh tôi nói trên người của chị dâu tôi bây giờ toàn là vết bầm có hình dáng bàn tay nhỏ chi chít thật ra có một chuyện tôi vẫn không dám nói với gia đình tôi khi tôi nghe anh tôi kể hết toàn bộ sự việc cảm giác đầu tiên của tôi chính là nồng nặc mùi âm mưu không phải do tôi hay nghi ngờ, mà do tôi đã có vết xe đỗ từ chuyện của Huệ Hương trước đó rồi. Sau khi xảy ra chuyện của Huệ Hương, Bạch Lão Quỷ liền nói sau lưng cô ấy có thể có người bày mưu, ngư, nếu không với năng lực của Huệ Hương chắc chắn không thể làm ra chuyện giết hết cả nhà người ta như vậy. Bây giờ, bên cạnh tôi không có Bạch Lão Quỷ, không có Thủy Hỏa, ngay lúc tôi cần bế quan trong nhà để tránh tai kiếp, mượn tay gia đình tôi tặng tôi một mối nhân quả lớn như thế, đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? chương 43, xuống nước vớt xác một qua ngày hôm sau tôi đi đến thôn tiểu vương cũng tức là nhà mẹ của chị dâu tôi tôi là trực tiếp trèo chiếc thuyền nát của bạch lão quỷ đi sang đó trước khi vớt xác tôi phải ghé hỏi thăm thần bà một chuyến đã Thi sát vốn không ghê gớm gì nó khác với lại khỉ nước hung tính phát tác thì đến cả người sống nó cũng dám sát hại phiền phức nhất ở thi sát chính là dính líu đến hai chữ nhân quả thôi ví dụ như vương phương đi nếu tôi vớt xác của cô ấy thì nhất định phải kêu oan cho cô muốn thay quỷ kêu oan thì không tránh được chiêu hồn vấn quỷ phải hỏi xem cô ấy oan ức chỗ nào cái này thì bạch lão quỷ vẫn chưa chỉ dạy cho tôi nhưng thần bà thì nhất định sẽ biết thần bà của thôn tiểu vương nghe đồn cũng dữ dằn lắm đến nỗi loại người như bạch lão quỷ nghe nói đến bà vẫn mang theo vài phần kính trọng bạch lão quỷ không kính trời đất không kính thần phật người lão kính trọng một là bản lĩnh hơn người hai là những nhân vật từng trải giống như phật ra vậy chính là loại người có cả hai điều nói trên những khổ cực mà Phật gia nếm trải, còn đau khổ hơn cả lăng trì trong thời xưa, huệ nhãn của cô ấy đều được tẩy luyện từ máu và nước mắt đấy. Còn thần bà thì có bản lĩnh hơn người, bà ta biết tẩu âm, mà tẩu âm có nghĩa là xuống âm gian. Truyền thuyết nói rằng, âm gian tổng cộng có 13 chạm, bắt đầu từ miếu thành hoàng, và kết thúc tại vực trả hồn. Trong thời mặt Pháp, người có thể đi đủ hết 13 chạm tại âm gian không nhiều, nhưng thần bà lại là một trong số ít đó. Thần bà tuy đã lớn tuổi, nếp nhăn đều thấy rõ, hốc mắt trũng sâu, trên người mặc bộ hắc bào rộng thùng thình, tay chân khô khốc ốm như chân gà vậy. Lúc tôi đi vào, bà ấy đang ngồi trên ghế mây trong sân để phơi nắng. Người vớt xác được tính một nửa huyền môn, cũng giống như thần bà, cũng là ăn cơm của người chết, gọi chung là người âm. Dù sao tôi cũng là đệ tử của bạch lão quỷ, gặp thần bà phải hành lễ vạn bối. Nhìn thấy tôi sắp quỳ xuống hành lễ, thần bà bị dọa đến xém chút là té ghế, bà cản tôi lại, không cho tôi hành lễ. Cậu đừng có mà hành lễ với tôi đấy nha, bộ xương già này vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy. Nhìn thấy tôi đơ mặt, bà liền giải thích cậu là người của Hoàng Hà Nương Nương, vợ chồng đồng đức, cậu hành lễ vạn bối với tôi đồng nghĩa với việc hạ thấp thân phận của cô ấy, thân già mà nhận há chẳng phải là chê cái mạng này sống lâu quá sao. Xem ra chuyện thùy họa gả cho tôi không chỉ âm gian ai nấy đều biết, đến cả thần bà thường xuyên xã giao với âm hồn cũng biết luôn rồi. Chỉ là tôi thấy hơi lạ, Thùy Họa ngay cả rắc rối tại thành hoàng bản địa cũng giải quyết không nổi, tại sao thần bà lại kiêng rẻ cô ấy đến thế? Rất lâu sau tôi mới hiểu, Trần Quán chủ của Huệ Tề Quán không sợ Thùy Họa, là bởi vì sau lưng ông có phủ thiên sư núi Long Hổ chống lưng, mà thành hoàng ra dám đến tận cửa khiêu khích là vì phía sau có hẳn một phủ âm ti. Mà nếu người âm không có ai chống lưng dưới thiên hạ này, thì Hoàng Hà Nương Nương vẫn luôn là điều cấm kỵ nhất đối với họ. Đương nhiên, đây cũng có liên quan đến năng lực của Thùy Họa, còn việc bản lĩnh của cô ấy cao thâm như nào thì chắc về sau mới biết được hầy. Xong rồi tôi liền nói rõ lý do tôi đến, bảo rằng tôi phải đi vớt xác của Vương Phương. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đây là thi sát đó, vớt xác của cô ấy thì phải kêu oan dùng cổ, nếu cậu không xong việc thì sẽ trở thành thế thân cho cô ta, lấy mạng ra mà lót đấy. Thần bà hỏi tôi, tôi biết, cho nên tôi mới đến đây để hỏi ngài về việc chiêu hồn vấn quỷ. Chiêu hồn thì đợi đến khi vớt được xác của cô ấy rồi hẳn tiến hành cậu chỉ cần vớt được xác cô ấy lên việc chiêu hồn thì nể mặt hoàng hà nương nương tôi sẽ giúp cậu làm được vậy thì xin cảm ơn thần bà trước ạ à. sau khi rời khỏi nhà thần bà tôi đi thẳng đến nhà mẹ đẻ của vương phương tôi cứ nghĩ họ nhất định sẽ cho người cùng tôi đi vớt xác ai ngờ khi tôi đến nói rõ sự tình thì bị đuổi ra ngoài còn mắng tôi lo chuyện bao đồng họ bảo vương phương đã làm nhục mặt của họ lắm rồi nhà họ xem như không có đứa con gái này nghe thì đại nghĩa hào hùng lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy họ không dám đi đa phần là do họ đang sợ hãi vương phương trở thành thi sát mà đứa con trong bụng lại biến thành vong nhi họ dám đi mới là lạ đó nếu đã không đi tôi chỉ đành trèo chiếc thuyền nát một mình đi ra bạch sa khẩu thôi bạch sa khẩu chính là nhà chồng của vương phương cũng là nơi cô ấy gieo mình xuống sông nghe tôi muốn vớt xác của vương phương trên bờ rất nhanh đã vây quanh một đống người trong những lời sầm xì tôi nghe ra được người bên nhà chồng của cô ấy không ai đến đây cả cô nhi huệ hương tuy sinh thời bị người khác làm nhục nhưng khi vớt xác vẫn có rất nhiều bô lão trong thôn vì cô mà tẩm liệm an táng ngược lại cha mẹ của vương phương vẫn còn bên nhà chồng cũng thế nhưng chẳng ai chịu nhận xác cho cô cả hay cũng không biết hai người đó ai đáng thương hơn nữa xác của vương phương chìm ở một nơi nào đó sau lưng vách núi chỗ đó có một khúc sông nước chảy chậm cũng không có cây cỏ gì tôi chèo chiếc thuyền nát nếp vào vách núi bắt đầu chuẩn bị vớt xác nước ở phía sau núi rất lạnh trước tiên tôi uống một ngụm rượu mạnh, sau đó bóp mũi dáng nuốt thêm nửa miếng gừng sống. Chương 44, xuống nước vớt xác hai, rượu mạnh dư ấm, gừng sống trừ tà. Sau khi làm nóng người, tôi cầm theo dây đỏ, xích chói xác, đèn pin chống nước nhảy thẳng xuống sông. Vải trắng thì chắc không cần rồi, xác chết dưới nước không thấy được ánh sáng gì, nên cũng chẳng cần thiết phải che đâu. Nước sâu thật sự, tôi lặn thẳng xuống 20 thước rồi mà vẫn không thấy đáy. Nơi này không chỉ sâu, mà nước lạnh còn hơn cả dự tính của tôi nữa, toàn thân tôi đều dợn hết gai ốc, cơ thể không tự chủ được mà run cầm cập. 30 thước, 40 thước, 50 thước, lúc tôi lặn gần 100 thước, trong lòng tôi bắt đầu hoảng rồi. Cho dù gan tôi lớn hay lặn giỏi đi nữa, nhưng nơi này không thấy đáy không lẽ tôi cứ lặn xuống mãi vậy sao? Nước càng sâu thì sức ép của nước càng lớn, màng nhĩ của tôi bị ép đến nỗi ủ hết cả lên rồi, bây giờ chỉ là đang dáng gồng mà thôi. Nhưng nếu tôi không xuống dưới, thì ai sẽ giúp tôi vớt xác của vương phương đây xác đứng thì vẫn có người chịu vì tiền mà mạo hiểm còn việc của thi sát thì ai dám nhận chứ tôi chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục lặn xuống thôi đây chính là lúc thử lòng gan giả của một người đàn ông mà không khí trong lồng ngực tôi gần như bị rút cạn tôi cắn răng chịu đựng bật đèn pin trong tay lên tính trước khi trồi lên xem thử tình hình dưới sông là như nào nước ở đây trong lắm đèn pin thì có thể soi được rất xa nhưng tôi xoay cả một vòng mà vẫn không thấy được gì Tôi không còn chịu được chuẩn bị bơi lên để lấy hơi, ngay vào lúc này, tôi hình như thấy có một bóng người vừa lóe qua. Tôi vội vàng bật đèn pin chiếu sang đó, vừa xem thì suýt nữa tôi bị dọa chết khiếp. Cái tôi soi được không phải người khác, mà chính là xác của Vương Phương, lại còn soi trực tiếp lên mặt cô ta nữa chứ. Trước khi xuống nước, tôi đã chuẩn bị đủ tâm lý trong tình huống gặp xác của cô ta, chắc chắn cô ấy bây giờ đã trương phình không còn hình dạng con người nữa thậm chí xác của cô ấy có thể đã bị tôm cá dưới sông ăn mất đi một số bộ phận rồi. Nhưng có sao tôi cũng không ngờ, dáng vẻ hiện tại của cô ấy không khác gì với lúc sinh thời cả. Trên người cô mặc cái đầm màu củ sen, tóc xoăn màu hạt rẻ, tay chân nhỏ nhắn cùng với thân hình chẳng thay đổi tí nào. Cái đó không phải là nhân tố quan trọng, mà vấn đề mấu chốt chính là cô ấy còn sống. Là còn sống đó, khi tôi dọi đèn pin vô tình chiếu vào mặt của cô ấy, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra ngay lúc đó mà sau khi mở mắt cô ấy còn nhìn tôi nở nụ cười vô cùng quỷ dị tiếp theo đó là từng bước từng bước tiến về phía của tôi bây giờ tôi đã bị dọa đến phát ngốc rồi có làm gì tôi thì tôi cũng đành chịu luôn tôi chỉ biết đứng đờ ở đó nhìn cô ấy mà thôi khi chỉ còn ba thước là giáp mặt với tôi phương phương dừng bước chân lại môi cô mấp máy hé mở dường như có lời muốn nói với tôi thì phải nhưng tai tôi bị sức ép của nước ép đến nối ủ hết cả hai bên có nghe được cô ấy nói gì đâu thấy tôi không có phản ứng gì Vương Phương tựa như bất lực thở dài một cái, sau đó dùng tay chỉ chỉ lên phía trên. Tôi nhìn theo động tác của cô, mới sực nhớ ra bản thân còn ở dưới đáy sông, nhất thời cảm giác thiếu oxy sộc lên tận não, tôi vội vàng liều mạng bơi lên trên. Khi tôi nổi lên, tim tôi run đến nỗi thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ cô ấy sẽ kéo tôi lại dìm tôi ở đáy sông. Cũng may tôi đã thuận lợi lết đến cạnh chiếc thuyền nát, bắt đầu lấy hơi thở mạnh như con cẩu đang hấp hối vậy. Đợi mọi thứ dần ổn định, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra ở dưới nước. Ban đầu tôi không tìm được xác của Vương Phương, là bởi vì tôi luôn cầm đèn pin để soi dưới đáy sông, vì xác chết đuối không thể thấy được ánh sáng, tôi chưa từng nghĩ Vương Phương có thể đứng được ở dưới nước, càng không thể ngờ được cô ấy vẫn còn sống. Từ sống này không phải dành cho người, mà nó có nghĩa là xác sống. Nhắc đến xác sống, trong đầu tôi liền lóe lên một ý nghĩ, xác sống dưới nước chính là tử đảo rồi còn gì nữa, giải thích từ từ đảo tạm hiểu là xác chết có thể hoạt động di chuyển dưới nước. Hết giải thích, bạch lão quỷ từng nói với tôi, xác chết ở sông Hoàng Hà, xác đứng cùng với thi sát chưa phải là kinh khủng nhất đâu, còn có một loại xác sống có thể đi lại trong nước, bọn đấy mới là trùm cuối đó. Loại xác này còn được gọi là tử đảo, tử đảo có thể đi lại dưới nước, ngày qua ngày, năm qua năm cứ loay hoay miết ở những nơi mà sinh thời họ từng đến. Mang trong mình oán khí rất nặng, chết nhưng không dứt. Ngoại trừ nước sông Hoàng Hà khô cạn, hoặc là những người hại họ đều chết hết, họ mới có thể giải thoát được. chương 45, Bảo kiếm phân thủy một Người vớt xác kỹ nhất chính là vớt xác nữ, đợt trước vớt xác của Huệ Hương xém chút là tôi toang mẹ nó luôn rồi, đến lượt của Vương Phương lại gặp phải điều cấm kỵ nhất của người vớt xác, chính là tử đảo. Nhưng mà rõ ràng Vương Phương là nhảy sông tự vẫn cơ mà, sau khi chết biến thành thi xác thì còn lý giải được, vậy làm sao có thể trở thành tử đảo cơ chứ? Tử đảo đều là những người bị sát hại dã man hóa thành, chẳng lẽ vương phương không phải tự vẫn, mà là bị ai đó giết chết rồi mới dìm sát xuống hoàng hà. Nếu vương phương chỉ là thi sát, tôi có thể cược một ván thay cô ấy kêu oan, nhưng giờ cô ta đã trở thành tử đảo, thì chuyện này gay gâu rồi đây. Bởi vì bạch lão quỷ từng nói với tôi một câu, tử đảo lên bờ, sinh linh đổ thán. Xác của vương phương tuyệt đối không được vớt, ngay lúc này tôi mang theo tâm trạng nặng nề một lần nữa quay về thôn tiểu vương, tôi phải nói chuyện này cho thần bà biết trước đã. Khi thần bà nghe tôi nói tới vương phương đã biến thành tử đảo, sắc mặt của bà liền trở nên kinh hãi tột độ. Chàng trai, tôi có thể rất chắc chắn mà xác định với cậu, vương phương đích thị là nhảy sông tự tử. Đầu thất hoàn hồn tôi gặp qua cô ấy kia mà, trên người của cổ không có một chút oán khí nào là chết bất đắc kỳ tử cả. Mà cô ta biến thành thi sát là do đứa con trong bụng gây ra, cô ấy xem trọng đứa bé đó hơn cả tính mạng của mình nữa. Thần bà chắc nịch nói với tôi, thế bà nói vì sao cô ta lại biến thành tử đảo đi. Tôi cất giọng hỏi, đại khái tôi đã đoán được nhưng tôi không được nói ra, tôi chỉ có thể nói với cậu chuyện này có liên quan đến sự việc Đàm Cửu Long năm xưa. Tôi thì không có nhân quả gì trong việc này, cho nên tôi cũng sẽ không động chạm đến cấm kỵ trong chuyện này đâu. Lại nữa, cái chết của Vương Phương vậy mà có liên quan đến Đàm Cửu Long sao? Tôi còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thần bà lại phất phất tay bảo tôi đi đi. Bảo rằng chuyện của chị dâu tôi bà không giải quyết nổi nữa, cũng khuyên tôi đừng cố gắng xuống nước để tìm Vương Phương. Thần bà không nguyện ý nhúng tay vào, tôi chỉ đành gọi điện thoại cầu cứu bạch lão quỷ thôi. Sau khi bạch lão quỷ nghe tôi kể hết sự việc, liền bảo tôi trực tiếp đến tìm bà chủ tiệm hàng mã đi. Về đến đê sông lớn, tôi cột lại chiếc thuyền nát, sau đó lập tức leo lên xe vò thẳng ra tiệm hàng mã. Sư mẫu cút, hai từ sư mẫu vừa mới gọi ra miệng thôi, liền bị ánh mắt hình viên đạn của bà làm cho đứt đoạn mất tiêu, xem ra oán niệm giữa bà và bạch lão quỷ không phải dạng bình thường đâu hầy. Được thôi, bà chủ, tôi có chuyện cần bà giúp đỡ. Thế là tôi lập tức đổi cách xưng hô ngay, của người hay của ma, của ma, làm sao, cậu lại gặp ma à? Không phải lần trước tôi đã nói với cậu phải ngồi yên ở nhà trốn nợ Diêm Vương rồi sao, không có việc gì đừng có lanh tranh tham gia vào. Thiệt chớ, bà tưởng tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao dị, tôi đây là thiếu điều chưa chảy nhất trong nhà thôi, nhưng họa từ trên trời rơi xuống thì tôi làm sao tránh được. Và rồi, tôi bắt đầu kể bà nghe từ chuyện chị dâu tôi chúng ta, cho đến khi xuống nước vớt xác gặp phải tử đảo, chính giữa có cuộc đối thoại của tôi và thần bà tôi cũng kể hết luôn. Nhưng khi tôi kể đến khúc phương phương biến thành tử đảo, sư mẫu này của tôi liền cười kỳ lạ lắm, khác hoàn toàn với vẻ kinh hoàng của thần bà. Nghe tôi nói hết câu chuyện, bà lên tiếng, tử đảo lên bờ, sinh linh đồ thán, đợi mà xem đi, người phải chết đầy ra đấy, tôi lại có biết bao nhiêu chuyện để làm nhi. Thần bà nói tử đảo có liên quan đến đàm cửu long, đây có phải là thật không? Tôi liền hỏi có phải cậu rất hiếu kỳ vì sao Vương Phương lại trở thành tử đảo đúng không? Đúng vậy, tôi gật gật đầu, lý do cô ấy trở thành tử đảo, chính là vì cổ đã uống một ngụm nước hoàng tuyền. Hoàng Hà thì chỉ có nước sông Hoàng Hà thôi chứ, lấy đâu ra nước hoàng tuyền? Tôi giật mình hỏi lại, còn không phải là do nguồn tai họa của gã đạo sĩ năm xưa để lại sao? Sau đó, sư mẫu tôi liền kể tôi nghe nguyên nhân vì sao Vương Phương có thể biến thành tử đảo. Chuyện này quả thật là phải bắt đầu nói từ trận ác chiến tại Đàm Cửu Long năm xưa, trong trận ác chiến đó, không chỉ có 8 vị Hoàng Hà Đại Vương tử trận, mà 64 vị tướng quân tại Hoàng Hà cũng không thoát khỏi. Trận chiến đó khốc liệt đến nỗi mịt mù đất trời, không thấy ánh sáng ngày đêm. Vẫn may là lúc đó có nạn hồng thủy, nơi đây không còn ai sinh sống, nếu không thì chắc hoa hạ thời đó cũng chả còn nguyên vẹn đâu. Bản thân các đạo sĩ tùy thủ đoạn thông thiên, nhưng chín con ác long kia cũng không phải dễ đối phó. Trận chiến cứ kéo dài mãi, đạo sĩ lo rằng mọi thứ sẽ đi đến tình trạng không thể vãn hồi, bèn nghĩ ra một chiêu cực kỳ nham hiểm. Hy sinh vô số sinh linh hoàng hà để làm cái giá phải trả cho việc mở ra ranh giới âm dương, rồi từ âm giới trộm một nhánh nước sông Hoàng Tuyền. Nước sông Hoàng Tuyền đều là ý niệm chết chóc, chỉ một lúc thôi đã có thể áp chế chín con ác long không còn sức để chống trả. Không chỉ chặt đứt chín cái đầu rồng, cuối cùng còn khiến tất cả những người tham chiến ngoại trừ đạo sĩ đều bị ngấm nhiễm ý niệm chết chóc của nước sông Hoàng Tuyền, tất cả đều đi vào cõi chết triệt đề. Chương 46, Bảo kiếm phân thủy 2. Tôi nghe kể xong chỉ biết trầm lặng, những chuyện này trước giờ bạch lão quỷ đâu có kể với tôi đâu, đối với nước sông Hoàng Tuyền lão còn chả thèm nhắc đến một chữ nữa kia. Mới đầu tôi chỉ nghĩ Hoàng Hà Đại Vương bị giết với chín con ác long đó, nhưng lại không biết vị đạo sĩ đó mới chính là hung thủ của mọi việc. Trộm cả một nhánh nước sông Hoàng Tuyền không phải chuyện nhỏ, mà còn chết nhiều người đến vậy. Gã đạo sĩ đó sợ sẽ bị âm ti truy cứu chuyện này, xong việc liền dùng thuật rời núi rời hết một nửa đến núi Phục Nghiêu, xóa đi hết mọi vết tích một cách hoàn hảo. Sư mẫu tôi nói, thủ đoạn của hắn cũng tàn nhẫn quá đi, tôi nhịn không được cảm thán, nói nhảm, từ khi cuộc chiến tự phong thần kết thúc, hắn ta chính là đệ nhất tàn nhẫn của đạo môn thời kỳ mạt Pháp đấy. Nghe đến đây tôi cũng đã hiểu rõ lai lịch của nước sông Hoàng Tuyền rồi. Sư mẫu tôi còn nói, nước sông Hoàng Tuyền đối với người sống mà nói chính là chất kịch độc tựa như thạch tín, chỉ cần chạm vào là chết ngay, nhưng đối với người thì nó lại mở ra một đường sinh cơ. Chỉ là bà không ngờ đã qua tận trăm năm, nơi này vẫn còn tàn dư của nước sông hoàng tuyền vậy bây giờ nên làm sao đây tôi vội vàng hỏi vương phương biến thành tử đảo rồi đương nhiên cậu không thể động đến cô ấy còn về vong nhi trên người chị dâu cậu không phải ở dưới nước cô ta có nói gì với cậu sao tôi đoán chắc là cô ta nể mặt hoàng hà nương nương nên đã nói cho cậu nghe cách giải quyết rồi còn gì nhưng tôi đã nghe được gì đâu chứ cái này thì dễ thôi cậu dẫn tôi xuống đó lần nữa tôi giáp mặt cô ta hỏi cho rõ vừa hay tôi cũng muốn biết ngụm nước hoàng tuyển của cô ấy từ đâu mà có. Sư mẫu tôi nói, chớp mắt lại đến hoàng hôn rồi, chuyện của chị dâu tôi không thể kéo dài thêm nữa, ai biết được đến đêm vong nhi đó lại dày vò chị dâu tôi như nào nữa chứ. Ngay lúc đó tôi liền cầu xin sư mẫu gấp rút lên đường đến đê sông lớn, bây giờ trèo thuyền nát thẳng tiến đến bạch xa khẩu luôn. Sư mẫu tôi là một người sảng khoái, nhanh chân quay vào trong lấy một vật rồi đeo lên lưng, đóng cửa tiệm cùng tôi lên xe xuất phát. Ngồi trên chiếc thuyền nát, sư mẫu tôi mò mẫm mép thuyền với một chút thương cảm trên khuôn mặt tôi biết bà chắc hẳn đang nhớ đến bạch lão quỷ rồi tuy trong lòng rất hiếu kỳ về chuyện giữa hai người nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi gì thêm đến sau lưng vách núi tôi có chút lo lắng không biết sư mẫu tôi xuống nước bằng cách nào nước ở đây sâu đến vậy còn lạnh cóng nữa trai tráng dương cường như tôi còn chịu không nổi một người phụ nữ như bà thì phải làm sao đây ai ngờ sư mẫu tôi gỡ vật trên lưng xuống nhìn tôi cười thần bí hỏi có phải cậu đang thắc mắc tôi xuống nước bằng cách nào? Ờ thì, cậu nhìn cho rõ nhá, tôi xuống nước dễ hơn cậu rất nhiều đó. Nói xong, sư mẫu tôi gỡ xuống từng lớp vải, sau khi gỡ toàn bộ thì bên trong lộ ra một cây bảo kiếm hàn quang sáng chói. Cây bảo kiếm dài tầm hai thước, trên thân kiếm có khắc vô số chú văn thần bí, còn lấp lánh như ánh sáng của nước vậy. Nhìn thấy cây kiếm này, kèm thêm những câu nói của sư mẫu, tôi liền hỏi sư mẫu tôi, đừng nói đây là phân thủy kiếm của vương gia nha trời ha ha giỏi lắm đây chính là phân thủy kiếm năm xưa vương di phong đã thất lạc ở đàm cửu long ok tôi cạn lời không còn lời nào để nói nữa hèn gì bạch lão quỷ lại dám tự tin dẫn theo phật ra đi tìm phân thủy kiếm đến thế thì ra cây kiếm này sớm đã được lão vớt lên mẹ nó rồi lão hồ ly này không phải tuyết gian xảo tầm thường đâu cậu đừng nhìn thèm thuồng thế sớm muộn gì thì cây kiếm cùng với chiếc thuyền nát này đều sẽ là của cậu thôi so với phân thủy kiếm thì chiếc thuyền nát này của lão Bạch mới là bảo bối thật sự đấy. Sư mẫu tôi cười nhẹ nói với tôi, chiếc thuyền này cũng có lai lịch hả Tôi hỏi lại, trước đó tôi chỉ nghĩ chiếc thuyền nát này là vật gia truyền của lão Bạch thôi, thuyền làm bằng gỗ gì tôi còn không biết nữa là, nói nhảm, dưới đàm cửu long biết bao nhiêu là vong hồn, oán khí thấu trời, thuyền bình thường đi vào là chìm ngay, cũng chỉ có gỗ trí can trí dương bị lôi kích mới có thể chịu nổi nơi đó thôi. Tôi nghe đến líu cả lưỡi, thật không ngờ chiếc thuyền nát nhìn có vẻ tầm thường này lại được đóng bằng gỗ lôi kích. cái mà gọi là gỗ lôi kích, tức là gỗ đen bị sấm sét từ mặt trước của núi đánh vào, cháy nhưng không rụi, đốt nhưng không khét, lại bởi vì hấp thụ hết tinh ví của sấm sét, dẫn đến dương khí nồng nặc, trí cang trí dương là thế. đạo sĩ tầm thường hay dùng gỗ lôi kích để làm lệnh bài liền xưng danh nó là pháp bảo. ai mà ngờ đến bạch lão quỷ có hẳn cả chiếc thuyền nát được đóng bằng gỗ lôi kích, nguyên chiếc thuyền đều là loại gỗ đó á nha lần này tôi lại càng hiếu kỳ về bạch lão quỷ hơn lão ta tuyệt đối không phải là một người vớt xác tầm thường đâu sư mẫu tôi đứng ở mạn thuyền đưa mắt nhìn xuống nước hồi lâu đưa tay rút kiếm ra niệm vài câu chú rồi ghim thẳng cây kiếm xuống nước phân thủy kiếm đích thực là dị bảo mũi kiếm vừa chạm nước thì ngay lập tức xung quanh vùng nước đó đều tản ra đợi thân kiếm tiếp tục đi xuống sâu hơn rất nhanh nước sông xung quanh liền hình thành một vòng xoáy sâu tầm ba thước quanh thân kiếm theo sau đó chính là sư mẫu của tôi người của bà đã ở trong không gian ly tâm của xoáy nước, toàn thân trên dưới đều không dính một giọt nước, giống như có thứ gì đó đang chắn nước cho bà vậy. Tôi mở to mắt nhìn một màn quá thần kỳ đi, cho đến khi dòng sông bắt đầu khép miệng lại rồi mới thu hồi tầm mắt rồi trầm trồ cảm thán. Chả trách Phật gia liều mạng đến nỗi bị thương huệ nhãn cũng muốn tìm về phân thủy kiếm, loại dị bảo này đối với thiết bị công nghệ cao bây giờ sao mà thay thế được. Chương 47, thân thế của thủy họa 1 tôi ở trên thuyền đợi rất lâu thì sư mẫu tôi mới từ dưới nước quay lại bây giờ sắc trời đã chuyển thành màu xám xịt mà hào quang của phân thủy kiếm vẫn còn bắt mắt lắm sư mẫu đã tìm được cách giải quyết phong nhi đó chưa ạ à? thấy bà quay về tôi liền vội vàng hỏi lại theo bản năng mà gọi bà là sư mẫu đã nói bao nhiêu lần đừng có gọi tôi là sư mẫu bạch lão quỷ cũng chả cần tôi nữa vậy thì tôi tính là sư mẫu nào của cậu chứ nếu lão bạch thật sự không cần bà thì sao có thể đưa phân thủy kiếm cho bà chứ câu nói trên của bà ta trước khi gặp phân thủy kiếm tôi còn tin được bây giờ nhìn thấy phân thủy kiếm tôi đương nhiên không còn tin cái câu bạc tình bội nghĩa của bà rồi sư mẫu tôi ngây người sau đó thở dài nói với tôi thật bó tay với cậu đi thôi nơi này không phải là nơi để nói chuyện đâu về đến tiệm hàng mã nói rõ hơn sau khi về đến tiệm hàng mã sư mẫu nói với tôi cách giải quyết phong nhi đó cũng đơn giản lắm vương phương muốn chúng tôi phụng dưỡng đứa bé đó như nuôi tiểu quỷ cho đến khi tiêu tán hết oán khí rồi đầu thai lần nữa. Trong quá trình đó cô sẽ đích thân cắt đứt sát khí trên người của đứa bé. Với điều kiện chúng tôi tuyệt đối không được lừa dối cô, nếu không cô sẽ không bỏ qua cho chúng tôi đâu. Sư mẫu, anh chị dâu tôi chỉ là những người bình thường thôi, bảo họ nuôi tiểu quỷ có khi nào sẽ bị quật lại không? Tôi lo lắng hỏi thêm, làm sao quật được? Nuôi tiểu quỷ tuy nghe nó tả tính thế thôi, thật ra cũng không tính là chuyện xấu gì. Tiểu quỷ thông thường đều là những vong nhi chết hiểu nhưng tâm tính nó cũng như một tờ giấy trắng thiện ác đều tùy thuộc vào người phụng dưỡng chúng nó mà tôi cũng có cách để cho tiểu quỷ tiết chế lại sẽ không xảy ra chuyện gì đâu yên trí đi nghe bà nói thế tôi cũng yên tâm được phần nào ở trung quốc nghe đến nuôi tiểu quỷ thì danh tiếng không được tốt cho lắm mà ở thái lan thì rất thịnh hành người phụng dưỡng phật bài cũng khá nhiều cũng có thể thấy đó không phải là chuyện gì ghê gớm hầy huống hồ gia đình anh chị tôi đều là những người hiền lành tiểu quỷ mà họ nuôi nấng tuyệt đối không thể nào hại người được không hại người thì sẽ không có tai họa gì xảy ra mà tiểu quỷ còn có thể chiêu tài nếu nuôi chúng nên người thì không bạc đãi mình đâu biết được cách giải quyết rồi sư mấu tôi bắt đầu chuẩn bị các loại đồ dùng dành cho tiểu quỷ tôi thì nhanh chân về nhà đón anh chị tôi sang đây chị dâu tôi vốn đã bị dọa đến hồn vía lên mây mà nửa đêm tôi còn dẫn đến cái nơi toàn hàng mã người giấy cơ thể chị tôi liền run bần bật lúc chị nghe nói lát nữa phải chiêu hồn nuôi tiểu quỷ xém chút nữa là ngất đi luôn tôi đã phải thật nhẫn nại để giải thích cho chị tôi cả tiếng đồng hồ mới khiến cho chị tôi bình tĩnh lại đôi phần nuôi tiểu quỷ phải dùng ngu âm chi mộc tốt nhất là sử dụng gỗ cây liễu để điêu khắc dân gian có rất nhiều chuyện huyền huyễn nhắc đến cây liễu nói cây liễu có thể chiêu hồn đám tang dân gian đều dùng cây liễu để làm gậy đại tang mà cây liễu gần nước bản thân nó vốn thuộc vật âm còn có cách nói khác chính là nhành liễu có thể đánh quỷ bởi vì trong bình xứ trên tay quan âm bồ tát có cắm một nhành dương liễu thật ra cây liễu tuy gọi là ngu âm chi mộc, nhưng bản chất nó lại chính tả đôi bên. Dùng nó để khắc tượng cho tiểu quỷ là thích hợp nhất, có thể cho tiểu quỷ trốn dung thân, còn dễ dàng thả chú tiết chế tiểu quỷ. Phía bắc tiệm hàng mã có nguyên dãy đều là cây liễu, lúc đó sư mẫu dẫn chúng tôi đi chọn vật liệu. Đêm nay có gió, các nhành liễu đông đưa tạo nên tiếng vang xào sạc. Bóng trăng lốm đốm phản chiếu trên mặt đất, nhành liễu vốn dĩ mềm mại, những chiếc bóng loạn choạng trên mặt đất như đàn rắn. Cảnh tượng này, đừng nói là chị dâu tôi, đến cả anh tôi cũng căng hết cả ra đầu rồi. Đi đến cây liễu nào, sư mẫu đều bảo anh tôi ngắt một nhành xuống đánh nhẹ lên lòng bàn tay của chị dâu tôi. Sư mẫu còn nói, làm như vậy chính là vì muốn chọn ra một cây có thể khiến âm linh sợ nhất, loại cây này khắc ra thì tiểu quỷ mới chịu nghe lời. Câu nói này vừa dứt chưa bao lâu, liền nghe được chị dâu tôi lên tiếng la đau quá. Anh tôi thương chị dâu nhất, đánh cũng đánh kiểu dịu dàng từ tốn, nhưng nhìn sắc mặt của chị dâu tôi như bị roi mây đánh mạnh vào vậy chính là cây này đây sư mẫu tôi nói anh em tôi liền bắt tay vào việc không bao lâu một phần dài của gốc dương liễu đã được chặt bỏ theo yêu cầu của sư mẫu tôi về đến tiệm hàng mã sư mẫu tôi cầm phần gốc liễu dẫn theo chị dâu tôi đi vào phòng của bà còn anh em tôi thì đợi ở bên ngoài đợi đến giữa đêm khuya khoắt lúc chị tôi bước ra thì sắc mặt đã khỏe hơn rất nhiều tâm mi cũng không còn đen như mọi khi nữa trong tay chị tôi là một cái hộp gỗ trên mặt lộ ra vẻ mặt dịu dàng từ mẫu tên tiểu quỷ đó nằm trong hộp này sao anh tôi đi đến hỏi chị anh không được gọi con bé như vậy nữa người ta là con gái đó chị dâu tôi trừng mắt gắt nhẹ anh tôi ui cha sao hả em không sợ con bé nữa à anh tôi liền cười hỏi không sợ nữa con bé sẽ không làm hại mình còn nói sau này sẽ bảo vệ cho con trai mình nữa kia uây chỉ cần con bé đừng dành sữa với cu cậu ở nhà là được nha nói tầm bậy gì thế hả Chị dâu tôi nhìn tôi một cái rồi đỏ mặt mắng anh tôi. chương 48, thân thế của Thủy Họa 2. Tình cảm thắm thiết của anh chị tôi khiến tôi ngưỡng mộ lắm, chờ tôi lại nghĩ đến Thủy Họa. Chỉ vừa mới trôi qua hai ngày, còn tận 5 ngày mới có thể gặp được cô ấy. Tôi và cô ấy là phối âm dương, không biết viên giao nhân lệ đó có thể đắp nặn một cơ thể da thịt như người phàm cho cô ấy hay không nữa. Cho dù không chân thật giống như chị dâu tôi, chỉ cần mỗi đêm cùng tôi tâm sự đi dạo xung quanh cũng vui đó chứ đỡ hơn cứ thui thủi một mình bên cạnh không có nổi một người bạn tri âm được rồi chuyện của anh chị tôi cuối cùng cũng giải quyết viên mãn trong lòng tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều lúc anh chị tôi chuẩn bị đi về tôi cũng tính đi theo nhưng lại bị sư mẫu giữ lại nói còn có việc cần nói với tôi lần này tôi xuống nước ngoại chưa tìm cách giải quyết phong nhi còn muốn biết rốt cuộc nước sông hoàng tuyền từ đâu mà vương phương có được kết quả là có người cố ý đút cho cô ta uống vào thật ra tôi nên sớm phát hiện ra mới phải nước sông Hoàng Tuyền cho dù chỉ còn một ít hiếm hoi, thì Vương Phương làm sao có cơ duyên lớn đến thế mà gặp được, rất rõ ràng đã có người động thủ phía sau. Sư mẫu tôi nói, sư mẫu, chuyện này có phải người của âm ti làm không? Tôi hỏi, tôi đoán âm ti cũng là có nguyên nhân cả, bởi vì từ lúc bắt đầu tôi đã nghi ngờ chuyện này đã có người bày mưu tính kế để tôi lọt bẫy, mượn vong nhi đó để kéo tôi vào trong những chuyện nhân quả. Không phải âm ti, chuyện này không có liên quan gì đến cậu hết. Mà người đó là ai thì tạm thời ta còn chưa biết, những người đủ tư cách để biết chuyện năm xưa của đàm cửu long, người nào mà chả có thủ đoạn thông thiên chứ, loại người này không chủ động hiện thân thì dễ gì mà tra được. Sư mẫu tôi nói sự việc năm xưa tại đàm cửu long lớn đến thế, cho dù phủ thiên sư có thể che được tai mắt của thế tục phàm nhân, nhưng làm sao có thể giấu được cao nhân có đạo tại nhân gian. Các đạo môn ở thiên hạ đâu chỉ mình phủ thiên sư mới có nhân tài, mỗi đạo môn đều có quang hoa riêng của nó mà. Huống hồ chuyện này không dễ giấu nhẹm đi được, tám vị đại vương cộng thêm 64 vị tướng quân mất tích trong một đêm tại Hoàng Hà, làm sao thì cũng phải có lời giải thích thỏa đáng chứ. Chỉ là họ vẫn còn nể mặt phủ thiên sư, cho nên không làm lớn chuyện thôi. Lần này không biết là vị cao nhân nào đã không còn nhẫn nại, đưa một ngụm nước sông Hoàng Tuyền cho vương phương uống đây. Sư mẫu, hắn làm thế để làm gì? Tôi hỏi, cái này cũng dễ đoán thôi, nhất định là muốn trước tiết hạ nguyên đến, kéo cả phủ âm ti xuống nước còn gì, bây giờ ở ngoài nhìn vào đều nghĩ việc chủ đạo ở đàm cửu long chỉ có phủ thiên sư nhưng đối với người nào đó thì mọi chuyện càng hỗn loạn thì càng dễ cơ hội thừa nước đục thả câu sư mẫu nói từ đảo lên bờ sinh linh đồ thán âm ty nhất định sẽ điều tra huống hồ bên cạnh chúng tôi là một tuần dương phán quan đang sống sờ sờ đây mà chỉ cần điều tra mục nước sông hoàng tuyền trên người vương phương vậy thì việc trộm một nhánh sông hoàng tuyền của vị đạo sĩ năm xưa nhất định không giấu được nữa nước sông hoàng tuyền bị lấy cắp không phải chuyện nhỏ năm đó xảy ra chuyện, âm ty vẫn luôn điều tra. Sau này cũng đã phán đoán được vài phần, nhưng vì không có bằng chứng, mà lai lịch của gã đạo sĩ đó quá lớn, họ không có cách nào để xác thực cả. Dẫu sao thì Phủ Thiên Sư cũng là đạo môn dẫn đầu tại nhân gian, thủ đoạn của âm ty có ngang ngược cỡ nào đi nữa, cũng không dám ngang nhiên điều tra Phủ Thiên Sư, cho dù thời đại mạt Pháp đạo môn chưa hưng thịnh. Mà Phủ âm ty cũng tương đương với các chư thần ẩn thoái, ai cũng đừng hòng ước hiếp được ai. Sư mẫu còn nói, điều tra nước sông Hoàng Tuyền chỉ là cái cớ, bản thân đàm cửu long chính là đối tượng mà âm ty chú tâm nhất, nếu không thì vị tuần dương phán quan đó đâu có ngốc đến nỗi dùng bút luân hồi để đổi lấy đầu rồng hoàng kim của bạch lão quỷ chứ. Âm ty muốn biết chân tướng ở đàm cửu long, muốn biết thiên cơ rốt cuộc đã che đậy những gì. Nhưng bởi vì tin tức về chuyện này đã bị đạo môn của nhân giới phong tỏa, mà sông Hoàng Hà không thuộc quyền quản lý của âm ty, thế nên họ vẫn luôn không tìm được lý do để can thiệp. Bây giờ vương phương biến thành tử đảo, đợi sau khi cô ấy lên bờ, phủ âm ti nhất định sẽ phái cả đoàn người đến để điều tra chuyện này. Tuy việc cho uống nước sông Hoàng Tuyền không phải là người của âm ti làm, nhưng lại là kết quả mà âm ti muốn nhìn thấy nhất. Lý do tôi giữ cậu lại, chính là muốn cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu âm ti kéo người đến thì tính mạng của cậu sẽ rất nguy hiểm. Dù sao thì mạng của cậu đang bị diêm vương điểm máu, cho dù đám người đó ra tay đối phó với cậu cũng sẽ không nhận được trừng phạt nặng nề gì đâu. Sư mẫu tôi thở dài nói vậy tôi cần phải làm gì? Tôi hỏi lại, tôi cũng không biết nên giúp gì cho cậu, đợi bạch lão quỷ về thì cậu hỏi lão ta có chủ ý gì đi. Nói chung hôn sự giữa cậu và Hoàng Hà Nương Nương mau chóng cử hành cho xong đi, tiết hạ nguyên năm nay chính là tai kiếp của cậu, tôi và bạch lão quỷ có làm nhiều hơn nữa cũng không cứu cậu được, chỉ có Hoàng Hà Nương Nương mới có thể tìm được sinh cơ thật sự cho cậu. Sư mẫu nói chỉ có Hoàng Hà Nương Nương mới có thể cứu được tôi, điều này khiến tôi thấy lạ lắm. Thùy Họa chẳng qua chỉ là một cô gái nông thôn chết oan 400 năm trước thôi mà, bản lĩnh của cô ấy mạnh hơn bạch lão quỷ và sư mẫu của tôi sao. Cái đêm trở về từ cổ tế đài, tôi cứ nghĩ mình đã đủ hiểu hết thân thế của Thùy Họa rồi, nhưng xem ra bây giờ cô ấy vẫn chưa nói hết toàn bộ cho tôi biết. chương 49, Sinh Linh Đồ Thắn 1, MT sẽ phái người xuống nhân gian nếu như tử đảo lên bờ, chuyện vong nhi cũng đã giải quyết xong. Hiện tại trong lòng của Vương Phương không còn khúc mắc gì nữa, có khả năng cô ấy sẽ lên bờ bất cứ lúc nào. Tử đào thông thường chỉ có thể suốt đời đi lại dưới nước, cho dù nước sông Hoàng Hà có khô cạn thì cũng chỉ chết theo chứ không bao giờ tự ý chủ động lên bờ, cũng không có đủ bản lĩnh để lên bờ. Giống như người chết vì tai nạn thì sẽ loay hoay ở hiện trường sự cố, phạm vi đi lại của tử đào cũng chỉ cố định ở khu vực xung quanh nơi xác chìm xuống mà thôi. Nhưng Vương Phương lại khác nha, Vương Phương không cần cố định quỹ tích. Bởi cô ta chết vì tự vấn, không ai có thể làm chủ được mạng của cô ta, muốn lên bờ lúc nào thì lên lúc đó vốn dĩ vương phương chỉ là thi sát bất luận có bao nhiêu oán khí tích tụ trong người thì cũng không thể chủ động tìm người để báo thù chỉ có thể nhờ người khác kêu oan thay cho cô nhưng mà một ngụm nước sông hoàng tuyền đã đủ bản lĩnh để cô báo thù rồi hiện tại cô ta không cần ai kêu oan thay cô nữa một mình cô có thể giải quyết mọi chuyện muốn biết sau khi lên bờ cô ta đã tạo bao nhiêu nghiệp thì phải xem lại cô từng gánh chịu oan ước lớn cỡ nào từ đảo lên bờ sinh linh đồ thán Phàm là chuyện gì có liên quan đến oan ức của cô, cho dù chỉ là một câu nói lỡ miệng, đều có thể gặp phải tai họa diệt môn. Huệ Hương báo thù còn nói đạo lý được, Tử Đảo thì đừng hòng nó chịu nói đạo lý nha. Bởi vì Tử Đảo không có tương lai, bất luận là chết mòn dưới sông, hay là sau khi lên bờ bị người ta giết, cũng không thể đi vào luân hồi lần nữa. Chính vì không có tương lai, cho nên bọn nó trả thù mới không hề kiêng kỵ bất cứ điều gì. Sinh thời chỉ cần chịu một chút xíu nhục nhã đều có thể trở thành lý do để bọn chúng dùng máu để báo phục. Không có tương lai thì cũng thôi đi, mà mấu chốt ở đây là tử đảo không hề sợ chết, thậm chí có thể nói là bọn chúng khát khao được chết. Sống chỉ có thể như khúc gỗ đi lại trong phạm vi cố định dưới sông, thì cách giải thoát tốt nhất chính là chết đi. Một tử đảo không có tương lai, không sợ chết thì khi lên bờ sẽ tạo thành sức hủy diệt đối với người phàm, khi ấy chỉ có thể dùng bốn chữ sinh linh đồ thán để hình dung cảnh tượng đó thôi. Ngày hôm sau tôi lại đến thôn Tiểu Vương lần nữa, tôi muốn tìm cha mẹ cô ấy để hỏi về chuyện khi còn sống. Đi ngang qua chỗ của thần bà, tính sẽ ghé vào hỏi thăm, nhưng nào ngờ đã khóa cổng kín mít. Người trong thôn nói với tôi, chiều hôm qua thần bà đã dọn đi rồi, vĩnh viễn không quay về nơi này nữa. Đến nhà của Vương Phương, cha mẹ cô ấy tưởng tôi lại đến nhắc vụ vất xác, nên đã trực tiếp đẩy tôi ra ngoài cửa. Vương Phương chính là một con điếm, cậu đừng có mà qua đây nữa, dù tôi có đào một tẩm liệm cho con chó, cũng sẽ không đi vớt xác của nó đâu Được thôi Con gái ruột cũng có thể trở thành con điếm Vậy thì tôi còn nói gì được nữa Tôi quay đầu nhìn sang mẹ của Vương Phương Bà ta trưng ra bộ mặt lạnh tanh Nói con gái nhà người ta làm sao chăm sóc cho nhà mẹ của mình Còn Vương Phương chỉ biết đem nhục nhã cho họ Con gái như thế thật khiến người đau lòng mà Em trai của Vương Phương càng tức tối hơn Bởi vì chuyện của Vương Phương Vợ hắn đang um sùm muốn ly dị với hắn Nói ở Vương ra chịu đủ lời lẽ tàn bán chê cười rồi Tôi nói cho họ biết Phương Phương bây giờ đã biến thành tử đảo, rất nhanh sẽ lên bờ hại người, cho nên những tủi nhục và oan ức trước đó đều sẽ trở thành lý do để cô đổ sát. Bọn họ không tin, nhìn tôi giống như nhìn một gã thần kinh vậy. Câu nói này nếu như là thần bà nói với họ, có thể họ sẽ có chút kiêng rè, nhưng tôi chỉ là một thanh niên vất xác, không ai chịu tin lời của tôi cả. Sau cùng tôi lấy chuyện của Huệ Hương ra làm ví dụ, mong rằng vụ án diệt môn tại Trần Gia sẽ lay động được nhà họ, mau chóng rời khỏi thôn Tiểu Vương. Nhưng tiếc là vẫn vô dụng, bọn họ nói Vương Phương chết cũng đáng đời, không ai sỉ nhục cô cả, mọi chuyện đều là cô ấy tự làm tự chịu, tự mình sỉ nhục mình thôi. Rời khỏi nhà của Vương Phương, tôi lại ghé xung quanh những người trong thôn để hỏi thăm, muốn biết thêm một chút về chuyện của Vương Phương, rồi khuyên họ rời khỏi nơi này. Tiếc là trong thôn ai cũng kiêng rẻ Vương ra, không ai nguyện ý nói chuyện với tôi cả, cũng chẳng ai tin lời tôi nói. Rời khỏi thôn Tiểu Vương được nửa dặm đường, phía sau có một thanh niên chạc tuổi tôi chạy đến, kéo tôi lại và nhắc đến chuyện của Vương Phương. Cậu ấy bảo rằng có một số chuyện cứ ấp ủ trong lòng thì bứt rứt lắm, nhất định phải kiếm người để thỏa hết nỗi lòng. chương 50, sinh linh Đổ thán 2, Vương Phương tội nghiệp lắm, đám cưới lần này là bị người ta gạt đó. Trước khi Vương Phương gả qua bên bạch xa khẩu, cô có từng nói với họ chuyện của đứa bé, lúc đó trong nhà chẳng ai phản đối gì cả, nếu không thì Vương Phương sẽ không gả sang đó đâu. Cậu ấy cất lời, chuyện của Vương Phương người nhà cô ấy có hay biết không? Tám phần là biết rồi chứ, xính lễ còn để đó kia mà, thời đại bây giờ đám cưới không dưới 20 vạn, mà cha của Vương Phương chỉ lấy của người ta 3 vạn 6 thôi. Anh không cần phải cảm ơn tôi, tôi và cô ấy là bạn học từ khi còn nhỏ cho đến trung học, hay, những cô gái lương thiện luôn luôn số khổ mà, đứa bé trong bụng của Vương Phương thật ra tôi cũng biết là của ai. Của ai cơ, là của chồng trước, anh ấy là lính cứu hỏa, đã hy sinh rồi. Nói như vậy thì đứa bé trong bụng của cô ấy vốn dĩ không phải là nghiệt trùng đời sau của anh hùng thì làm sao là nghiệt chủng được lúc cô ấy gả cho chồng trước của cổ gia đình không đồng ý bởi vì nhà của anh ta nghèo một đồng xính lễ cũng không đưa ra được vương phương lâu năm không về nhà cũng chính là vì đau lòng quá độ bên nhà chồng ở bạch sa khẩu có biết cô ấy đã một đời chồng không có thể là biết chỉ là họ không nói ra thôi cưới một cô gái đã qua một đời chồng là chuyện rất xấu hổ sau khi vương phương xảy ra chuyện Gia đình bên Bạch Sa Khẩu đã âm thầm nhét cho lão Vương một cục tiền cơ mà. Chuyện của Vương Phương tôi nghĩ thần bà cũng hay biết, bởi vì bà từng nói Vương Phương xem đứa bé còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô. Lý do bà ta chuồn sớm như vậy, chính là vì biết nếu như Vương Phương lên bờ thì sẽ gây ra động tĩnh lớn như nào. Tôi rời thôn Tiểu Vương đi đến Bạch Sa Khẩu, nhà chồng của Vương Phương có đáng hận cách mấy thì chung quy vẫn là những sinh mạng còn sống sờ sờ, tử đảo có oan ức đến mấy thì cũng chỉ là dị loại mà thôi. Người chồng hiện tại của Vương Phương là một người đàn ông có thân hình không cao quá năm thước với khuôn mặt đầy nếp nhăn và thô thiền. Nhìn thấy diện mạo của hắn, tôi càng tin vào lời nói của cậu thanh niên kia, nếu không phải hắn đồng ý nuôi dưỡng đứa bé, thì dù thế nào Vương Phương cũng sẽ không lựa chọn người như vậy làm chồng. Cô nhi quả phụ không dễ dàng gì, muốn tìm một người bạn đời thật thà, nhưng lại không biết người thật thà khó tìm đến mức nào. Tao nhận ra mày, mày muốn vất xác của con tiện nhân đó chứ gì, tao nói cho mày biết, con tiện nhân đó không có liên quan gì đến gia đình nhà tao nữa. Người đàn ông đó không nói lời nào, mà người lên tiếng chính là mẹ chồng của cô ấy, bà ta nhìn tôi với ánh mắt cay độc. Các người biết đứa con trong bụng vương phương là của ai đúng không? Tôi hỏi, không biết gì hết, bà ta trả lời, vậy còn anh thì sao? Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đó chầm chập rồi hỏi. Ban đầu hắn ta còn có gan đối mặt với tôi, dần dần hắn như trột giả cúi thấp đầu xuống, ngay lúc hắn ta tính mở miệng nói gì thì bà điên đó bưng thao nước trên tay hất thẳng lên người tôi. Bà ta vừa động tay, theo sau đó chồng bà ta cũng đứng dậy cầm sẻng, phẫn nộ nhìn tôi. Và rồi, trong sân tiến vào một vài người trong thôn, trên mặt họ đều không mấy thiện cảm cho lắm. Thế vậy, tôi liền chuyện tử đảo lên bờ cũng chả buồn nói, trực tiếp quay đầu rời khỏi bạch xa khẩu. Vì cho dù tôi có nói cũng chả ai tin tôi, không chừng còn bị đập cho một trận nữa. Tôi nghĩ vương phương sinh thời chắc hẳn thất vọng tột cùng đối với thế nhân, cho nên cô thả nhảy sông tự vấn, cũng không nguyện ý giải thích nửa lời. Mà sau khi cô chết, mọi sự chịu đựng của cô đều hóa thành oán khí, cuối cùng biến thành thi sát. Đêm hôm nay, tôi lại đi đến cổ tế đài, cho đến khi tử đảo lên bờ, tôi chắc chắn sẽ không tài nào ngủ được, chỉ là không biết vương phương muốn tôi đợi bao lâu nữa thôi. Ngủ không được thì muốn tìm người nói chuyện, mà thùy hỏa thì chưa xuất quan, tôi chỉ đành đến đây nhìn tượng thần của cô ấy mà thôi. Mùa này đã không còn ếch kêu nữa, côn trùng cũng chỉ còn sót lại tiếng của loài dế. Tính thời gian thì lũ mùa thu cũng sắp đến rồi nhỉ. Hôm nay gió lớn thật, gió tây thổi từ Bạch Sa khẩu qua hướng của tôi. Cuối cùng, trong gió cũng thoang thoảng mùi máu tanh. Lúc đó tôi biết, Phương Phương đã lên bờ rồi, sáng ngày hôm sau, một vụ án kinh thiên động địa được truyền miệng từ hai bên bờ sông Hoàng Hà. Tin tức lan truyền đầu tiên đến từ khu Bạch Sa khẩu, 14 người trong gia tộc họ Lưu đã bị giết sạch trong đêm hôm qua. Lưu gia này chính là nhà chồng của Vương Phương, ngoại trừ Lưu gia bị diệt môn, Bạch Sa khẩu còn có thôn phụ bảy người, bà lão ba người, thanh niên làm nông hai người cũng chết thảm. Nguyên nhân chết của mỗi người không ai giống ai, cắt lưỡi, móc mắt, khứa bụng, thất khiếu bị phong, kinh hãi, nhảy sông đuối nước, xảy thai mất máu đủ thể loại, vụ án đẫm máu tại Hoàng Hà bên này chưa kịp nguôi ngoai, thì thôn Tiểu Vương ở đối diện sông cũng xảy ra thảm kịch nhân gian. Tất cả những người thân thích từ ruột thịt cho đến dòng họ dựa theo quy tắc tang lễ của cô ta, chỉ cần là người có phần góp mặt, thì cho dù là hàng xóm cũng sẽ bị giết hết sạch. Ngay cả ông lão mai mối cho cô và người chồng hiện giờ cũng nhảy sông tự vẫn theo. Chuyện tử đảo lên bờ lần này, ý kiến của phía chính phủ với người dân lại đồng nhất đến bất ngờ, chính bởi vì tất cả không có nổi ý kiến gì sắt. Người biết chân tướng thì giả câm giả điếc, kẻ không hay sự cũng vĩnh viễn chìm trong mơ hồ. Có điều, thế hệ của chúng tôi e là sẽ bị đoạn ký ức máu me này ám ảnh cả đời chương 51, âm binh mượn đường một thảm kịch tử đảo lên bờ tôi không thể ngăn cản được đừng nói là tôi đến những người có bản lĩnh như thần bà cũng trốn đi xa từng nào thì hay từng đó vậy thì tôi làm được gì nữa trước khi oán khí của tử đảo được phát tiết ra hết dù cho người của phủ thiên sư đến cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thôi tử đảo lên bờ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh sau khi oán khí của vương phương đã tiêu tán hết cuối cùng cô cũng bị trần quán chủ dùng kiếm pháp sư chư sát tại tam thanh điện của huệ tề quán còn về việc tại sao Vương Phương lại chết trong tam thanh biệt, sư mẫu tôi giải thích rằng, mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn hết rồi. Người đó đưa cho Vương Phương một ngụm nước sông Hoàng Tuyền, ngoại trừ mục đích kéo phủ âm ti xuống nước, còn muốn đem cả phủ thiên sư bày ra phía đối lập của phủ âm ti. Vốn dĩ âm ti chính là nghi ngờ vị đạo sĩ hành tẩu thiên hạ năm xưa tại phủ thiên sư đã trộm đi một nhánh sông Hoàng Tuyền, mà Vương Phương lại chết trong tam thanh biệt, đây cũng là lý do để can thiệp dành cho âm ti và phủ thiên sư. Cho nên sau khi vương phương báo thủ xong, không chỉ không nghĩ cách trốn đi sự truy sát của đạo sĩ, mà còn chủ động dâng đến tận cửa để tìm đường chết. Nếu chỉ là chết đi một cá thể, miếu thành hoàng sẽ cho âm sai đến để câu hồn. Nhưng lần này lại là tử đảo lên bờ, người chết quá nhiều, âm ti nhất định phải điều động âm binh hành sự rồi. Âm binh mượn đường thường xuất hiện sau một trận tai họa hoặc là những trường hợp chết rất nhiều người, loại âm binh này chính là chỉ quỷ sai quỷ tướng đến từ âm phủ để câu hồn. Rất nhiều trận tai họa sau khi xảy ra sẽ tử vong vô số, biết bao nhiêu oan hồn sẽ tụ lại một chỗ không nỡ rời đi. Lúc này địa phủ sẽ phái quỷ sai quân đến để câu hồn gom hết về một lần. Thật ra từ xưa đến nay, có những nơi phát sinh ra ôn dịch, sau khi chết vô số người đều sẽ có cơ hội thấy được âm binh mượn đường trong truyền thuyết. Âm binh mượn đường cũng có rất nhiều truyền thuyết ở trên mạng, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là sự kiện cung nữ xuất hành tại Cố cung, còn lại chính là trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn nghe nói trận động đất kinh hoàng xảy ra ở đường sơn đã có người chính mắt nhìn thấy âm binh mượn đường đó là một đoàn người áo đen tiếng xe ngựa ầm ầm mỗi chiếc xe đều có một chiếc đèn dầu màu xanh treo trên đầu xe bên trong đựng đầy áp toàn là đầu người lần này vương phương hại chết nhiều người đến thế thanh hoàng bản địa cũng không có cách nào thu xếp thỏa đáng cho đám oan hồn đó đương nhiên sẽ mời âm thi xin điều động âm binh thu dọn rồi âm binh vì câu hồn mà đến nhưng nếu tiện tay đem luôn tôi xuống dưới thì đó là một chuyện rất dễ dàng cho nên tình huống của tôi hiện giờ vô cùng nguy hiểm. Trước đó sư mẫu tôi từng nói bà có cách nhưng không làm được gì, bảo tôi phải đợi Bạch lão quỷ về đã, nhưng mà hiện tại đừng nói khi nào Bạch lão quỷ quay về, đến cả điện thoại cũng trả gọi được nữa là. Lão Bạch từng nói điện thoại lão sẽ mở suốt 24 giờ, vậy mà bây giờ đột nhiên không liên lạc được, chả biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhịn không được lại mò đến tiệm hàng mã của sư mẫu. Điện thoại của lão Bạch gọi không được sao? Không thể nào theo lý chuyện xảy ra tại đây lão ta cũng đã nghe ngóng rồi chứ nhỉ. Có khi nào chú Bạch xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi lo lắng hỏi, dễ gì, người có thể động đến lão tại nhân gian đếm trên đầu ngón tay ý, mà bây giờ vẫn chưa đến lúc động thủ với lão đâu, điện thoại mà gọi không được chỉ có thể nói lên một điều. Điều gì cơ, là bây giờ lão ta không có mặt ở nhân gian, nghe vi diệu vờ lờ, không ở nhân gian thì có thể đi đâu được chứ, không lẽ lão ta còn có bản lĩnh tẩu âm sao, hay là đến âm thành không chừng. Bây giờ lão ta có đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là làm sao để giữ mạng của cậu qua đêm nay đây. Sư mẫu nói âm binh sẽ không xuất hiện vào ban ngày, cũng sẽ không xuất hiện lâu tại nhân gian, âm ti nếu như vì chuyện Diêm Vương điểm máu mà động đến tôi, thì đêm nay chính là cơ hội tốt nhất. Trước mặt âm binh, không có cái gì gọi là kiêng rẻ thiên đạo đâu, bọn chúng không giống như tuần dương phán quan cấm kỵ đủ điều. Tự cổ có câu học giả đụng phải lính, không thể lý luận với một người vô lý, nếu như Diêm Vương đã điểm máu tôi, đối với âm binh mà nói dẫn tôi xuống dưới chính là lập công lớn còn gì ừ bạch lão quỷ vì cậu mà đi bịp viên giao nhân lệ của người ta là muốn hại chết cậu hay sao đây mà hoàng hà nương nương chưa xuất quan lão ta lại không có mặt muốn giữ mạng của cậu chắc cái tiệm hàng mã này của tôi tán ra bại sản mất sư mẫu nói muốn cứu mạng tôi từ tay của âm binh chỉ còn một cách mời quỷ quái xuất chiến quỷ quái chiến âm binh sân sau tiệm hàng mã có hầm kho hai tầng phía trên chỉ chứa các loại hàng mã thông thường để làm đám tang, còn tầng dưới lại chất đầy từng hàng quỷ quái. Dùng giấy đủ màu sắc để làm ra các loại quỷ quái, có quỷ không đầu, ma chành, ma treo cổ, ma chết đuối, ma lạc đầu, quỷ máu me nhảy nhụa, bà lão xà cốt, chim chín đầu này nọ các kiểu luôn. chương 52, âm binh mượn đường 2, tôi hay khoác lác rằng mình gan dạ, nhưng một lúc xuất hiện nhiều tạo hình kinh khủng vậy, hình dáng còn y như thật nữa chứ, có gan giả dạ cỡ nào cũng sẽ bất chợt thấy rùng rợn đó có được không, dưới hầm vốn đã lạnh lẽo còn khiếm khuyết ánh sáng đôi mắt của con ma trành như đang phát sáng vậy trời không biết sư mấu tôi đã dùng vật liệu gì để tạo hình đôi mắt nó nữa còn con chim chín đầu ở đằng kia nó còn có tên là cô hoạch điểu, có tận chín đầu 10 cổ cái cổ không đầu đang dỉ máu máu tươi đỏ chót giống như đang chảy ra thật vậy nhìn đến tôi sởn hết gai ốc trong mấy con quỷ quái bằng giấy này thứ duy nhất tôi có thể chấp nhận chính là bà lão sa cốt tướng mạo của bà tương đối chỉnh chu rất diễm lệ nhưng hai tay của bà đang bị hai con rắn to quấn lấy, tuy bản thể được làm từ giấy, nhưng hai con rắn nhìn sinh động như thật vậy má ơi. Sư mẫu à, đây đều là của bà làm ra sao? Đúng vậy, tinh lực cả đời tôi đều hao phí lên người của bọn nó hết đấy. Vốn tôi tính sinh thời có thể làm ra bách quỷ dạ hành, mà bây giờ gặp phải chuyện của cậu, e là 36 con quỷ quái này không giữ được nữa quá. Sư mẫu tôi trả lời, tại sao bà phải làm quỷ quái bằng giấy vậy? Tôi lại hỏi oán khí ở đàm cửu long mấy năm này cứ không ngừng tràn ra ngoài, người dân bản địa ít nhiều gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng, ta làm đám quỷ quái này không phải để hại người, mà vì ta muốn bọn nó hấp thụ đống oán khí đó. Ra là thế, lời của sư mẫu khiến tôi cảm thấy kính nể, trong lòng cũng không còn hoang mang như lúc nãy nữa. Đám quỷ quái này nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng nếu như không có chúng nó hấp thụ oán khí, thì người chịu khổ chính là người dân nơi này thôi. Sư mẫu nói, đám quỷ quái này đều được làm từ giấy, bản thân nó không có linh hồn, thì không thể chiến đấu với âm binh được, muốn sai khiến được bọn nó, cần phải độ một hơi của người sống. Quỷ quái nhận được hơi người sống thì sẽ phát sinh ra linh thức, chỉ cần tôi bị uy hiếp đến sinh mạng, bọn chúng sẽ tự động nhảy ra bảo vệ chủ nhân của mình. Tôi liền làm theo lời của sư mẫu ngay lúc đó, thổi một hơi vào đám quỷ quái, nhưng sau khi thổi xong đám quỷ quái vẫn không có động tĩnh gì cả, mà toàn thân tôi giống như bị thứ gì đó rút cạn sức lực, tinh thần dã rời, tay chân bùn rùn đối với chuyện này sư mẫu tôi giải thích tuy rằng tôi chỉ thổi một hơi thôi nhưng cái mà bọn nó hấp thụ chính là tinh khí của tôi độ khí cho đám quỷ quái đó xong sư mẫu tôi vội dẫn tôi đi ra khỏi nhà kho sư mẫu còn phải chuẩn bị thêm gì nữa không không cần làm gì thêm nữa đợi đấy là được chỗ dựa lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là đám quỷ quái đó nếu như bọn chúng không bảo vệ được cậu thì tôi có làm thêm nữa cũng vô dụng thôi tiếp theo đó tôi và sư mẫu vẫn ở yên trong nhà chờ đợi Tôi hỏi sư mẫu, tại sao bà lại giúp tôi đối phó với âm binh, bộ không sợ vì thế mà rước họa vào thân, đắc tội với âm ti sao? Tôi và cậu không giống nhau, tôi có công đức trong mình. Nghĩ lại cũng đúng, bao nhiêu năm nay sư mẫu không biết đã hóa giải bao nhiêu là oán khí tại đàm cửu long, cứu được biết bao nhiêu người, âm binh muốn bắt tôi còn có phận sự diêm vương điểm máu, nếu như động đến bà thì chính là tùy ý làm càn rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt trời đã chuyển màu. Qua giờ tí không lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ bên ngoài truyền đến. Lên keng, lộc cộc, lúc đó tôi cùng với sư mẫu đang ngồi trong tiệm, cửa đóng kín mít, sau khi nghe được tiếng vó ngựa tôi như dựng hết tóc gáy, vội vàng nhìn qua khe cửa sổ. Chỉ thấy một ngọn đèn màu xanh đang lượn lờ tiến gần, còn có người đang cưỡi ngựa đi đến từ xa. Càng đi càng gần, tôi nhìn thấy bọn họ ai nấy đều mặc đồ đen nón đen, trước ngực có thêu một chữ binh trắng toát. Những cái nón đó chính là nón chóp có che vải, phủ xuống rất thấp, không nhìn thấy mắt luôn, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt trắng như giấy, đôi môi màu đen nhìn khiếp thật. Trên eo mỗi người đều có một cây đao xích dài, sợi xích được quấn quanh eo, trên thân đao còn nhiễu xuống từng giọt máu. Phía dưới đầu ngựa treo cái bao bố, bên trong nhô ra nhiều khối tròn, không biết chứa gì mà máu ứ ra không ngừng. Tuy vẻ ngoài của âm binh không khác với người thường cho lắm, nhưng khi tôi nhìn thấy họ, tôi thấy họ còn khủng khiếp hơn con quỷ máu me nhảy nhụa vừa nãy nữa á. Truyền thuyết bảo rằng nếu ai đụng phải âm binh thì sống không quá ba ngày, mà bây giờ bọn chúng đến đây là vì tôi đó. Sư mẫu, đám người đó là âm binh sao? Giọng nói tôi bắt đầu run như cầy sấy. Ừm, xem ra bọn chúng đã giải quyết xong những oan hồn ở thôn Tiểu Vương với Bạch Sa Khẩu rồi, bây giờ là cố tình đến đây để dắt luôn cậu đi đấy. Trong bao bố đó đựng gì vậy? Những người bị vương phương hại đa số đều chết đột ngột, trong bao bố chính là đầu của những người đó. Rất nhanh âm binh đã đến ngay cửa nhà, không lâu sau liền nghe được tiếng gõ cửa. Chương 53, sóng gió diệt quái, một, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, khuôn mặt phẫn nộ của sư mẫu tôi càng lúc càng rõ ràng, nhìn dáng vẻ của bà giống như muốn xông ra đó ngay lập tức vậy. Sư mẫu tôi nói, nếu như ngày thường đừng nói là âm binh, cho dù là quỷ tướng đến bà ấy cũng dám mở cửa tiếp khách chứ chẳng sợ gì. Nhưng hôm nay lại khác, nếu như bà mở cửa thì đồng nghĩa với việc đồng ý cho âm binh vào nhà, lỡ như xảy ra thương vong, âm ty có thể truy cứu trách nhiệm. Giả dụ như giờ bà không mở cửa, âm binh xông vào thì tức là tự ý vào nhà dân có sống chết thì cũng không liên quan đến bà tiếng gõ cửa duy trì được một lúc tôi liền nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói khàn đặc âm binh mượn đường thất lễ xin bỏ qua vừa dứt lời liền có một tiếng vang rất lớn cửa tiệm của sư mẫu bị ai đó đạp ra theo sau đó chính là đoàn âm binh lần lượt bước vào trong sân nhìn thấy âm binh đến ngựa cũng không xuống sư mẫu tôi giận muốn bốc khói nhưng vì ban đầu đã không mở cửa thì bây giờ cũng không nói được gì hơn chỉ đành giả vờ câm niếc đến cùng thôi. Tạ Lan ở đâu, mau đến lĩnh tử, tên thủ lĩnh lớn tiếng cất lời. Hắn vừa nói một câu thôi, đầu óc tôi như bị ai đó đập trúng vậy, mơ mơ màng màng muốn bước ra cửa, vừa đi được hai bước thì bị sư mẫu tôi kéo lại nói, đừng ra ngoài, hắn đây là đang câu hồn của cậu đó thằng đần này. Trong dân gian có nhiều lời đồn thổi về việc câu hồn, nói là lúc đám quỷ sai này câu hồn rất thích mô phỏng giọng nói của người thân rồi đứng ở ngoài gọi tên họ bởi vì dương trạch của người sống thường được thần minh bảo hộ có nhiều nhà còn thờ phụng thần phật quan âm quỷ sai không đi vào nhà được chỉ có thể gọi người đi ra mà thôi chỉ cần người đó bước từ trong nhà ra thì họ sẽ dùng xích sắt xiết cổ rồi đưa hồn phách rời đi tạ lan ở đâu mau đến lĩnh tử tạ lan ở đâu mau đến lĩnh tử rồi hắn gọi thêm hai lần ba lần nhưng vẫn không thấy tôi xuất hiện người đó lại lớn tiếng giận dữ nói diêm vương muốn ngươi chết canh ba kẻ nào dám sống đến canh năm vào trong bắt người. Người đó vừa đưa tay, lập tức có hai tên âm binh xuống ngựa, rút hai cây đao xích từ bên hông sông thẳng vào tiệm. Ngay lúc này, một luồng gió lạnh thấu xương đột nhiên nổi dậy. Làn gió xào sạc ùa đến, chẳng mấy chốc ngoài sân bị thổi đầy cát bụi, hàng mã trong nhà cũng bị thổi đến nát bấy tanh bành. Từng luồng khí đen từ bốn phương tám hướng ùa vào trong sân nhà. Âm binh cảm thấy có gì đó không ổn, ngoại trừ thủ lĩnh, những âm binh còn lại nhanh chóng xuống ngựa để xếp thành sát trận. Mà hai âm binh đi trước, bởi vì khoảng cách quá xa, chưa kịp quay đầu thì đã bị vô số luồng khí đen cuốn vào trong. Đợi khi luồng khí đen đó biến mất, rồi nhìn lại hai âm binh, tuy vẫn còn giữ tư thế đưa tay cầm đao, nhưng cái đầu đã mất tiêu đâu rồi. Hiện hình đầu tiên chính là quỷ không đầu, trong số quỷ quái bằng giấy mà sư mẫu làm thì chiến lược của hắn ta mạnh nhất. Loài quỷ này chính là sát thần kiểu sống làm nhân kiệt chết làm quỷ tướng ấy. Thường là binh sĩ hoặc trọng phạm, sau khi chiến bại bị bắt rồi bị chặt mất đầu luôn sau khi quỷ không đầu xuất hiện các quỷ quái còn lại cũng lần lượt theo đó mà hiện hình con ma lạc đầu bắt đầu kéo cổ mình dài ra bà lão xà cốt cũng đưa hai con thanh xà ở hai bên tay ma chành bắt đầu phình to người nó ma treo cổ thì thẻ cái lưỡi toàn là máu chim chín đầu thì loay hoay bay lượn trên không mặc dù biết đám quỷ quái này chính là chiến hữu nhưng trong lòng tôi cũng hoang mang tột độ yêu ma quỷ quái vậy mà dám hiện hình trước mặt âm binh giết không tha nói xong tên thủ lĩnh rút cây đao xích dài chém một phát về hướng con chim chín đầu, chỉ thấy một vệt sáng xẹt ngang, liền có một cái đầu của con chim rất xuống đất. Ánh sáng của đao chém chín nhát, chim chín đầu từ không trung biến thành khói đen, sau đó trở thành đống giấy vụn phất phơ rơi xuống từng mảnh. Quỷ quái hiện thân, âm binh bố trận, hai bên mạnh ai nấy phát huy điểm mạnh, quỷ quái giết chết hai tên âm binh, âm binh chém gục chim chín đầu. Số lượng chiến binh của hai bên đều tương đương nhau, thế là trong sân liền bắt đầu một trận chiến chém giết hỗn loạn sát khí đằng đằng kéo dài miên man cả trận chiến tôi chỉ xem một chút là cảm thấy nhức mắt vô cùng nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống tôi vội vàng rời tầm mắt không dám xem nhiều quá mà sư mẫu tôi thì không si như gì đưa mắt nhìn chằm chặp trận hỗn chiến trong sân không bị ảnh hưởng chút nào cả sư mẫu à đám quỷ quái này có thể ngăn được âm binh thật không vậy tôi sốt ruột hỏi hai bên đều ngang ngửa nhau xem tình huống hiện giờ trận chiến này e là sẽ đánh đến trời sáng nếu thật sự có thể kéo đến lúc đó thì cậu sẽ không sao nữa gà trống vừa gáy trời sẽ sáng âm binh chỉ có thể rút lui thôi